Câu chuyện sau đây, sau khi nghe xong, chúng ta sẽ có được không ít kinh nghiệm sống. Sáng nay, Nguyệt dậy muộn vì đêm qua làm việc quá khuya. Sâm để trên bàn cho cô một bát phở bò, sợ vẫn còn hơi ấm. Nguyệt mỉm cười, sáng nào cũng như vậy, Sâm luôn là người khiến cho cô cảm thấy dễ chịu. Quả là đúng đắn khi cô quyết định kết hôn với anh. Ba năm trước, Nguyệt là một cô nàng tùy hứng, luôn làm những gì mình thích nhưng từ sau khi lấy chồng, cô nhận ra mình chẳng thể nào cứ lông bông như thế được nữa. Dù rằng cô không phải sống cùng mẹ chồng, cũng chẳng có họ hàng thân thích gì ở đây để mà soi mói, nhưng cô tự nhận thấy ít nhiều gì mình cũng cần có trách nhiệm và hành động ra dáng của một người vợ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô thích làm vợ hơn cuộc sống độc thân. Hơn ai hết, Nguyệt hiểu rõ một điều, không nên dựa dẫm vào ai cả chỉ có mình mới là người đáng tin nhất mà thôi vì thế nguyệt làm gì cũng cố gắng cẩn thận suy nghĩ kỹ càng mọi người còn nói rằng cô thật là giống người phụ nữ hà nội cổ điển chẳng ai biết cô khao khát được phá vỡ những giới hạn của cuộc sống tầm thường ấy đến nhường nào nguyệt làm nhân viên của một phòng quảng cáo việc cô làm hàng ngày là gặp khách hàng nhận đơn hàng và xử lý chúng một công việc mà ai cũng tưởng có tính sáng tạo và bay nhảy, nhưng thực chất lại chỉ là một vòng tròn xoay mòng mòng liên tục với những thứ cứ lặp đi lặp lại mà thôi. Cả nhân viên ở đây cũng vậy, hầu hết các công ty đều giống nhau, nơi có những anh chàng bảnh trệ hoặc là hay ra vẽ ta đây, cùng với những bà tám có khả năng buôn chuyện xuyên lục địa. Nguyệt chán nản, thả cái túi sách xuống bàn, lại một ngày giống như mọi ngày nguyệt trông chờ một điều gì đó mới mẻ hơn xuất hiện trong cuộc đời mình cô đang nghĩ hay là phóng túng một lần mới chỉ nghĩ đến đấy nguyệt đã vội vàng lắc đầu phẩy tay xua đi những mong muốn ấy đóng hồ sơ trên bàn cao ngộn ngộn mà cô vẫn chưa giải quyết được cái nào này tối đi quẩy không linh vỗ vai cô hỏi thăm làm cho cô giật mình cô ấy ngồi xuống bên cạnh nguyệt tiện tay đặt thêm một tập giấy nữa lên trên đống hồ sơ ngất ngưỡng. Nguyệt lắc đầu sau khi trút ra một tiếng thở dài. Cô vươn tay lấy một gói cà phê ra khỏi hộp đựng đồ trên bàn. Nhưng Đinh bất ngờ túm lấy tay cô ngăn lại. Sao vậy? Không sao thật mà. Tự dưng Nguyệt cảm thấy lo lắng. Do ngày hôm nay dậy trễ chăng? Nguyệt chẹp miệng cố tỏ ra là mình chả sao trong khi bụng thì sôi lên ùng ùng những người hay lo lắng thì hay bị sôi bụng như vậy mỗi lần bụng sôi cô lại thèm một chút cà phê để trấn an nó thế uống cà phê làm gì mày có bao giờ thích mấy cái thứ đắng ngắt như thế đâu chắc chắn là có chuyện rồi chứ gì chuông điện thoại reo lên khi nhìn thấy tên người gọi nguyệt biết đó chẳng phải chuyện hay ho gì sếp thì chẳng có gì thông báo khác ngoài có thêm việc Đi công tác hoặc vấn đề muôn thuẫn, chậm lương. Nguyệt đưa tay lên xoa bớt tráng, đúng là đau đầu. Gần cuối năm nên khắp nơi đặt làm quảng cáo, việc nhiều không liếm sể. Sếp của cô báo thêm vài đầu việc nữa, khiến cho cô thở dài không thôi. Sao công ty không thuê thêm nhân viên đi nhỉ? Nguyệt bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành về công việc mà cô vừa nhận. Khách nào mà lại muốn hẹn gặp mặt ở hộp đêm? Nguyệt não nề cúp máy, cô liếc nhìn Linh như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bất chợt túm lấy tay cô ấy. Được rồi, tối nay tôi và cô cùng đi quẩy đến đêm luôn nhé. Linh ngạc nhiên cảm thấy Nguyệt hôm nay vô cùng khác lạ. Bình thường anh cũng vẫn hay chăm sóc cô như vậy, nhưng cử chỉ ngày hôm nay có hơi thái quá khiến cho cô hoài nghi rằng anh có điều gì đó giống mình. Sam hẹn Nguyệt ở một nhà hàng cấp cao. Cuối năm, công ty nào cũng bộn bề công việc. Cả hai thường đi từ sáng sớm hoặc về khi đã tối mịt. Chẳng còn thời gian để gửi nhau một cái hôn. Lâu lắm rồi, hai vợ chồng mới có thời gian đi ăn trưa với nhau. Suốt bữa ăn, Sam chẳng nói gì nhiều mà chỉ chăm chăm gấp thức ăn cho cô. Sao anh gấp cho em nhiều vậy? Anh vẫn luôn thế mà, hiếm khi nào có dịp đưa em đi ăn đồ ngon thế này em phải ăn nhiều vào để bồi bổ thân thể. Chứ anh thấy dạo này em gầy lắm rồi đó. Nguyệt nhìn một loạt món ăn trên bàn. Tôm hầm, chân giò hầm, miếng xào cua, cá hồi nướng. Một loạt món ăn cung cấp vitamin và bổ máu. Tất cả món này đều bổ sung dinh dưỡng và thuốc cho bà bầu. Nguyệt nhớ mày. Cô biết Sam muốn gì? Sam nhận thấy Nguyệt đã phát hiện ra ý đồ của anh. À, ừ, anh anh muốn chúng ta có con sâm ậm ừ anh chưa bao giờ đề cập chuyện này với nguyệt nhưng hai người đã kết hôn tận ba năm sâm luôn tự hỏi vì sao ngay cả ngủ cùng nhau nguyệt cũng không muốn anh luôn tôn trọng cô nhưng sự chờ đợi cũng ăn mòn anh ngày này qua tháng khác nguyệt buông đổ xuống bàn cô đã cố gắng để sống một cuộc sống gò bó đối với nguyệt hôn nhân như cái còng chân xích cô lại một chỗ. Điều duy nhất có thể an ủi cô đó là cô vẫn có thể rảnh rang có thời gian dành cho bản thân mình. Em cần thời gian. Anh đã cho em 3 năm rồi Nguyệt. Chúng ta đã kết hôn, có gì còn không thể nữa chứ. Em chưa sẵn sàng. Nguyệt biết những gì cô nói chỉ là cái cớ. Có con nghĩa là cuộc sống của cô sẽ bị thêm một mối ràng buộc nghĩa là cô sẽ phải gắn bó với nơi này suốt cả cuộc đời còn lại trong sâu thẳm trái tim mình nguyệt biết rằng cô không hề muốn ở mãi cái đất này cô biết như thế là không tốt cô biết đã kết hôn thì mọi thứ không thể trở thành tạm bợ nhưng bản tính ba nhảy không thể ở lâu một chỗ khiến cho cô lại một lần nữa muốn tự bỏ những thứ hiện tại và rời đi nguyệt im lặng một lúc Sâm không muốn làm khó cô nữa. Anh đặt tay lên tay Nguyệt. Cảm ơn anh. Nguyệt lấy khăn lao miệng. À, tối nay em phải đi gặp đối tác, chắc là sẽ về muộn. Anh không cần chờ em đâu nhé. Nguyệt đứng chờ ở ngoài cửa quán bà, đã nửa tiếng rồi qua, Linh vẫn chẳng thấy đâu. Cô gọi mãi mà không qua nghe máy. Nguyệt bồn chồn nhìn ngó xung quanh. Điện thoại reo, nhưng người gọi đến không phải là Linh, mà là vị đối tác đã hẹn gặp cô. Nguyệt nhìn màn hình một lúc lâu rồi mới bắt máy. Không khỏi rủa thầm đối tác là tên đàn ông thối tha, không đứng đắn. Nếu đã hẹn gặp mặt để bàn chuyện công việc, sao không chọn quán trà đạo nào đó mà ngồi cho tiện chứ? Dạ vâng tôi nghe, rất xin lỗi anh, tôi có việc đến muộn một chút, mong anh thông cảm, tôi đến ngay rồi đây ạ. À. Không có gì. Nguyệt hơi ngạc nhiên giọng nói trong điện thoại có chút quen thuộc, đến nỗi khiến cô run rẩy và sởn da gà. Nếu cô không thích hẹn trong quán bar, chúng ta có thể đổi sang chỗ khác, được không? Tiếng nói vừa vang lên ở trong điện thoại, vừa vang lên ở ngay phía sau cô. Nguyệt sững người, vội vàng quay lại phía sau, điện thoại cô rơi cả xuống đất. Trước mặt cô là Đức, người tình ba năm về trước. Nguyệt một người phụ nữ của sự bay bổng luôn có những quyết định bất ngờ mà chẳng ai có thể hiểu được tại sao. Cô đã từng nổi hứng đem hết tiền tiết kiệm ra đi du lịch nước ngoài. Cô cũng từng nổi hứng bỏ công việc ổn định với mức lương cao chỉ để chuyển sang làm một hướng dẫn viên du lịch và đi đây đi đó khắp nơi. Cô cũng từng đột ngột chia tay người tình mà chẳng với lý do gì. Chẳng ai có thể hiểu tại sao cô lại chấp nhận kết hôn và trói buộc mình với một người đàn ông cuộc hôn nhân hiện tại của cô nồng ấm và hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng mong muốn ngoài trừ việc cô vẫn chưa muốn có con chồng cô không hiểu tại sao nguyệt lại từ chối có con với anh nhưng anh vẫn một mực chấp nhận và chờ đợi mọi chuyện bắt đầu khi nguyệt gặp một đối tác mới của công ty bất ngờ thay người đó không ai khác chính là đức người tình cũ của cô người mà nguyệt chẳng bao giờ muốn gặp lại cuộc sống bình lặng của nguyệt sẽ ra sao chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ nguyệt đang giấu giếm điều gì Đức xỏ hai tay trong túi quần dáng điệu đó khiến cho nguyệt cảm thấy khó chịu ký ức năm nào ồ về trong nháy mắt khiến cô đột nhiên muốn khóc tuy nhiên cô không thể khóc ở đây giữa cô và anh ta hiện tại chỉ là mối quan hệ xã giao giữa hai đối tác làm ăn mà thôi chúng ta ra quán trà nhé đức vẫn nhớ rằng nguyệt không uống được cà phê nguyệt hít sâu một hơi cô lấy lại tinh thần và thầm nói với mình rằng đây chỉ là công việc không cần đâu gần đây không có quán trà nào cả ba thì không tiện mà công việc tôi thấy quán cà phê bên kia đường là ổn rồi nguyệt chỉ sang phía bên đối diện đó là một quán cà phê cổ điển được trang trí theo kiểu kiến trúc thời pháp thuộc sàn nhà lát gạch hoa và những chiếc bàn ghế gỗ thấp trong hơi tù mù nguyệt chưa bao giờ thích những chỗ như vậy đức đọc rõ được sự chán ghét trong mắt cô khi cả hai đã yên vị trong quán đức vừa khuấy ly cà phê vừa hỏi nguyệt em không uống được cà phê cơ mà ai mà chẳng thay đổi cơ chứ mà thôi chúng ta đến đây để bàn chuyện công việc chứ không phải để nó hưu nó vượng đâu đức lấy ra một tập tài liệu đưa cho nguyệt dự án của công ty anh hiện tại cần làm clip quảng cáo cho khu khách sạn này. Em xem cần ý tưởng như thế nào và kinh phí bao nhiêu thì hợp lý. Nguyệt cúi đầu lật dở tài liệu ra đọc. Đó là thông tin về khách sạn theo mô hình nhà ở, còn gọi là homestay. Dạo này, những nhà nghỉ kiểu này đang rất hot về giá cả phải chăng và không gian hẹp, nhưng đó không phải điều mà cô chú ý đến. Khu homestay này là mơ ước của Nguyệt và Đức 3 năm về trước. Nguyệt từng nói với anh rằng cô muốn xây một chuỗi nhà nghỉ dọc khắp đất nước này. Để đi đâu thì anh và cô cũng sẽ có chốn dừng chân. Nguyệt ngẩng lên nhìn Đức. Anh đã làm được nó cho em rồi đấy. Anh có ý gì? Nguyệt trả lại tập tài liệu, cô nhìn Đức bằng ánh mắt đề phòng. Thì là ước mơ của cả hai chúng ta. Anh muốn gì? Nguyệt siết chặt lấy thành ghế. Ngay lúc này cô chỉ muốn đi về sự lo lắng và cốc cà phê khiến cho bụng cô nhộn nhạo muốn nôn ra. Tôi muốn đòi lại em, từng tí một, tất cả những gì em đã lấy đi của tôi. Đức vẫn giữ nguyên khuôn mặt tỉnh bờ, không cảm xúc gì cả, nhưng giọng đã gằn xuống. Nguyệt cố kìm nén sự sợ hãi và bồn chồn. Xin lỗi, công ty tôi dạo này quá nhiều việc, không thể nhận vụ này được. Anh có thể tìm người khác. Nguyệt cầm lấy túi sách vội vàng rời đi, bỏ lại Đức với hai cốc cà phê còn bốc khói nghi ngút. Đức tức giận đập tay xuống bàn, làm cho cái bàn rung lên và cà phê văng tung tóe. Tôi muốn đòi lại em từng tí một, tất cả những gì em đã lấy đi của tôi. Nguyệt run rẩy bấm số điện thoại của chồng, xong có mặt gần như ngay lập tức. Trong thế vẻ mặt mệt mỏi và tái nhợt của vợ, anh lo lắng thấy rõ xăm vội vàng mở cửa xe ô tô cho nguyệt xăm quàng cho nguyệt một cái khăn mỏng nắm tay cô xoa bóp khi thấy nó trở nên lạnh toát em sao vậy sam bảo đi gặp khách hàng ừ em vừa đi gặp khách hàng về hắn ta làm gì em à cho anh địa chỉ anh đến đánh anh ta một trận nguyệt lúc này mới bước rung cô nhìn xăm bật cười đừng có đùa anh là luật sư đấy luật sư mà đánh người được à? Yên tâm, chính vì là luật sư nên anh mới có cách để lách luật. Thế anh có cách nào để em từ chối được công việc này không? Dạo này nhiều việc quá, em không muốn đi làm nữa rồi. Nguyệt tựa lên vai xăm thở dài. Anh quay qua nhìn cô, vừa xoa tay cho cô, vừa buộc miệng nói. Thế thì em xin nghỉ đẻ đi, anh nuôi. Nguyệt im lặng, Cô không hề muốn nhắc đến cái vấn đề này Bèn nhìn ra ngoài cửa sổ Xong cũng biết mình nói hớ Anh nhìn ánh mắt lạng tránh của cô Trong lòng cảm thấy rầu rĩ không thôi sâm nổ máy Tiếng động cơ xe êm ru Văng lên khiến không khí thoải mái hơn Nguyệt ngồi im được một lúc Liền ngủ thiếp đi Có thể là do quá mệt Hay là quá lo lắng Hoặc là do ngủ trên xe không yên ổn Nguyệt mơ thấy những thứ không hay ho Nguyệt thấy mình mãi miết chạy trong rừng với bộ quần áo sọc sệt. Một đám người đuổi theo cô. Nguyệt nhìn thấy con sông ở bì rừng với con thuyền được buộc sẵn. Cô cố gắng chạy tới đó. Cánh cửa tự do ngay trước mắt cô rồi. Chỉ vài bước chân thôi cô sẽ được quay về với cuộc sống bay nhảy ngày nào. Đột nhiên Cô thấy cả Sâm và Đức đuổi theo mình. Cả hai đều gọi tên cô, nhưng cô không muốn đến với ai cả. Con thuyền trước mắt cô bị tuột dây, và trôi ra xa. Nguyệt với tay theo nhưng không túng được gì. Khoảng cách giữa cô và con thuyền ngày một rộng hơn. Tiếng gọi tên cô càng to và rõ ràng. Nguyệt, Nguyệt ơi, dậy đi nào em. Nguyệt giật mình tỉnh giấc. Tráng cô đã lắm tắm mồ hôi. Cô nhận ra xe đã dừng lại trước cổng nhà. Em sao vậy? Xăm hỏi cô bằng giọng lo lắng. Nguyệt lắc đầu. Cô mở cửa xe chuẩn bị đi vào nhà sâm nắm lấy tay cô anh không có ý muốn ép em nhưng mà nếu em thấy không muốn đi làm nữa thì có thể nghỉ ở nhà cũng được em không cần phải cố gồng mình lên như thế nguyệt cúi nhìn bàn tay mình tay sâm thật ấm lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình có thể dựa vào một ai đó nhưng cảm giác này không kéo dài lâu được nguyệt rút tay về cô gật đầu em sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Nguyệt trở vào nhà, xăm lặng lặng ngồi yên trong xe, nhìn theo vợ. Chờ đợi suốt 3 năm khiến anh cảm thấy bất lực. Cuộc sống hôn nhân như một trò kéo co ngược đời mà trong đó không có bên nào muốn thắng trước nên cả hai cứ kéo qua kéo lại chờ đợi đối phương ngã bài. Xăm gục đầu lên vô lăng làm cho cổ xe hú lên in ỏi nhưng anh mặc kệ Nguyệt đứng trước bàn giám đốc, nín nhịn ánh mắt tức giận của sếp mình. Cô nói thế mà nghe được à? Đây là đối tác mới đấy, cô biết không? Chúng ta cần phải mở rộng mối quan hệ của công ty. Vụ lần trước cô làm hỏng, công ty đã ứng tiền bồi thường trước giúp cô rồi. Cô dựa vào đâu mà từ chối vụ này hả? Sếp mắng cô xa xả, Nguyệt cúi đầu. Nhưng tôi không làm được. Cô phải làm được. Bà sếp gào lên, tiếng gõ cửa vang lên và cánh cửa phòng bật mở. Cả bà sếp lẫn Nguyệt đều ngoái lại phía sau. Trái lại với vẻ đòn đã của sếp, Nguyệt bắt đầu cảm thấy áp lực đè xuống người cô. Đức đang đứng ở ngoài cửa, dáng vẻ chờ đợi lời mời vào văn phòng của bất kỳ ai. Tôi đến bàn chuyện hợp đồng. Vâng, mời anh vào. Bà sếp dọn ngay bàn trà, rót cho anh ta một chén và ngồi xuống phía đối diện nguyệt vẫn đứng như tượng đá ở phía bàn làm việc không lên tiếng đóng vai một người vô hình về dự án lần này anh có điểm gì đặc biệt cần nhấn mạnh không chúng ta bàn kỹ về nội dung anh xem thế nào nếu ổn thì chúng ta có thể bàn đến chuyện hợp đồng ngay hôm nay rồi bà ship đưa cho đức một tập tài liệu đây là ý tưởng sơ bộ bên tôi anh xem qua chút nhé bà sếp vừa nói vừa ra hiệu cho nguyệt ra khỏi phòng nguyệt mím môi thầm khinh bỉ mấy kẻ miệng lưỡi dẻo quẹo cúi đầu rón rén bước ra đức tiếp nhận tập tài liệu không cần xem mà cất nó sang một bên chỉ về phía nguyệt không cần xem đâu tôi sẽ ký hợp đồng với điều kiện cô ấy là người phụ trách dự án nguyệt đứng sững lại như cô mong muốn cuộc sống êm đềm hiện tại sắp kết thúc rồi À, bên tôi còn có rất nhiều nhân viên khác. Bà xếp hại giọng giới thiệu. Nguyệt vẫn im lặng. Cô không biết phải nói gì trong trường hợp này. Nếu không phải cô ấy thì không có sự hợp tác nào hết. Đức nói chắc như đinh đóng cột. Anh ngước lên nhìn cô, cũng không rõ là yêu thương hay căm hận. Nguyệt nhìn thẳng vào Đức. Trong hai người chẳng giống như đối tác làm việc chút nào. Ngược lại trông giống như một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau đức ngã lưng ra sau ghế anh đang tay vào nhau cười khẩy bộ dạng như là đang đi nghỉ dưỡng đợi chờ cô người yêu bé nhỏ sẽ bày tỏ trò gì đó để lấy lòng mình nguyệt để cốc cà phê xuống bàn cố gắng tỏ ra như mình chẳng cảm thấy gì cả anh muốn gì đây anh chỉ muốn biết năm đó tại sao em lại bỏ đi không liên quan đến anh lại là câu này đức bật cười anh còn tưởng cô sẽ nghĩ dựng lên và mắng chửi mình xem ra cô thay đổi thật rồi em có vẻ điềm đạm hơn xưa rồi nhỉ tất nhiên ai rồi cũng phải thay đổi cả thôi ai đã khiến cho em trở nên như vậy à có phải chồng em không cuộc nói chuyện trôi đi quá xa so với mục đích ban đầu nguyệt cho rằng đức đang muốn trêu ngươi cô hoặc là muốn phá hoại gia đình cô thế nhưng đột nhiên cô không còn cảm thấy lo lắng nữa. Vì dù sao cô cũng không quyết định kéo dài cuộc hôn nhân hiện tại với Sam. Mặc dù anh đối xử với cô rất tốt, điều đó khiến cho cô cảm thấy mình giống như một con khốn. Thế nhưng cô thà làm như thế còn hơn tiếp tục lừa dối tình cảm của anh cả đời. Giống như giấc mơ tối qua, Nguyệt chưa bao giờ muốn mình thuộc về một ai, hoặc là cô đã từng như thế, nhưng hiện tại thì cô không muốn nữa nguyệt đứng dậy định bỏ đi thì đức bất chợt nắm lấy tay cô kéo lại nguyệt bực bội anh muốn làm gì thì tùy anh nhưng anh cần phải biết là dù anh làm gì cũng chẳng ảnh hưởng được đến tôi đâu chồng tôi là luật sư đấy nguyệt rút tay ra khỏi tay đức cô nhìn thẳng vào mắt anh vương tay cầm lấy cốc cà phê một hơi uống sạch rồi bỏ đi đức mỉm cười anh luôn thắc mắc điều gì khiến cho nguyệt từ một cô gái bay nhảy và không khi nào chịu dừng chân lại trở nên kiên định và chấp nhận mọi sự trói buộc như thế. Chồng của cô ấy ư? Anh chẳng tin trên đời này lại có người yêu cô ấy hơn cả anh. Đức thở hắt ra một hơi, siết chặt bàn tay và âm thầm hạ quyết tâm rằng anh sẽ đòi lại cô cho bằng được. Điện thoại của Đức rung lên, trên màn hình hiện lên một chữ mẹ. Anh nhíu mày, thẳng tay kéo nút đỏ sang tắt máy rồi quăng điện thoại lên bàn. Đúng lúc này, một người phụ nữ ngồi xuống trước mặt anh. Bà ăn vận sang trọng, mái tóc xoăn được xịt keo trong cứng nhắc và bóng bẩy, cùng chiếc áo lông tròn quanh vai và cổ. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn. Mẹ không thấy nóng à? Không. Bà hoang nhìn xung quanh, cũng có hơi nóng thật, nhưng bà cũng kệ. Phải là áo tròn lông thì mới thể hiện đủ đẳng cấp của một người phụ nữ như bà. Áo tròn lông phơ sách, bản giới hạn, cả thế giới chỉ có một cái, chỉ có nó mới thể hiện được tầm cao của mẹ. Bà lật phần cổ áo ra để cảm thấy thoáng khí hơn một chút. Trong mẹ giống cái bà ác quỷ trong phim 101 cứ cứ đốm lắm, mẹ có biết không? Đức chăm chọc bà, anh không muốn ngồi đây thêm một giây phút nào, dù mẹ anh đang ở trước mặt từ 3 năm về trước, mối quan hệ giữa anh với bà đã không còn thân thiết nữa. Còn lúc nào cũng như thằng trẻ con, cả các công việc của con cũng vậy. Con là giám đốc điều hành chủ khách sạn gia đình, như thế còn chưa được sao. Ít nhất con cũng trở nên độc lập về kinh tế và không phải dựa dẫm vào mẹ. Đức bực mình đứng dậy định bỏ đi. Mẹ sẽ không để yên cho con làm thế đâu. Chừng nào con còn muốn long bông bên ngoài thì mẹ sẽ phá cho bằng sạch. Con phải thừa kế công ty gia đình. Tùy mẹ muốn làm gì thì làm. Đức đi ra khỏi quán cà phê, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại. Sâm sắp xếp lại đồ đạc trên bàn. Hôm nay được tăng ca sớm, anh chuẩn bị đi đón Nguyệt và đưa cô đi ăn. Thời gian vừa rồi, anh đã vô tình gây áp lực cho Nguyệt, nên anh muốn làm gì đó bù đắp cho cô. Thư để một cái phong bì lên mặt bàn. Gì đây, cậu nhận hối lộ của ai đấy à? Xăm đùa. Thư tỏ ra nghiêm trọng. Cô tự vào thành bàn, khoanh tay lại. Tôi là người công chính liên minh lắm đấy. Đây không phải hối lộ, cậu cứ xem đi thì biết. sâm cầm phong bì dày cọp lên, mở ra xem, còn Thư định rời đi. Chờ đã. sâm gọi giật lại khi thấy đồ trong phong bì. Đó là hàng chục tấm ảnh về vợ anh và một người đàn ông lạ hoắc. Sâm ngẩng lên nhìn Thư Trong anh có vẻ hoang mang và giận dữ lắm Thư nhún vai Đây là gì? Tôi nghĩ cậu giải quyết khá nhiều vụ ly hôn Đủ để biết đấy là gì? Cậu theo dõi vợ tôi à? Cậu có biết đấy là vi phạm quyền riêng tư không? Thư thở dài Cô cáo bẳng Giật lấy đống ảnh trên tay Sâm Chọn lựa ra vài tấm ảnh rõ nét nhất Và dơ ra trước mặt anh cậu nhìn cho kỹ đi, vợ cậu đang ngoại tình. Sâm nhíu mày nhìn những bức ảnh. Trong ảnh thật sự là Nguyệt, đang ngồi uống cà phê cùng một người đàn ông. Có tấm ảnh hai người đó nắm tay nhau. Nếu là một người đàn ông nào đó đóng tính, chắc có lẽ anh ta sẽ tin ngay và về nhà chất vấn vợ mình. Nhưng Sâm lại không phải một người như vậy. Đối với anh, vợ chồng là phải tin tưởng lẫn nhau. Tình yêu sẽ được xây dựng trên niềm tin chứ không phải đôi câu yêu thương sáo rỗng. Xăm ném mấy tấm ảnh xuống bàn. Cậu biết là buộc tội người khác khi chưa có chứng cứ rõ ràng thì sẽ bị khép vào tội vu khống mà. Đến lúc này mà cậu còn bao che cho cô ấy sao? Cậu mau tỉnh lại đi cho tôi nhờ. Thư gắt lên, cô dậm chân thình thịch khi xăm bỏ đi một nước. Nếu không tin, cậu về kiểm tra giấy đăng ký kết hôn của mình đi. Xăm dừng lại anh ngoái lại nhìn thư tôi tinh nguyệt còn cậu nữa đừng suốt ngày lo chuyện bao đồng cậu cũng mau kết hôn đi tôi sẽ cho cậu thấy cuộc hôn nhân của cậu chỉ là giả thôi thư hét lên cô ấm ức dựa vào thành bàn sâm ngồi trên giường đã khá muộn mà nguyệt vẫn chưa về mặc dù thường ngày cũng như vậy nhưng chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay những lời của thư và những bức ảnh tất cả khiến cho anh phải suy nghĩ. Bản năng suy luận của một luật sư khiến cho Sam bắt đầu phải nghi ngờ vợ mình. Nguyệt chưa bao giờ ngủ với anh trong suốt 3 năm kết hôn. Cô ấy cũng không muốn có con. Ngày nào cũng đi làm sớm và về muộn. Những bức ảnh chụp cô cùng một người đàn ông khác. Điều đó thật sự có nghĩa là Nguyệt ngoại tình ư. Sam lắc đầu, anh không nên có suy nghĩ như vậy một cuộc hôn nhân lành mạnh là khi cả hai biết tin tưởng nhau. Sam nhìn về phía tủ trang điểm của vợ, đột nhiên anh có cảm giác như ai đó thôi thúc mình phải mở cái ngăn kéo tủ ra. Sam rời giường, anh đi về phía cái tủ, bàn tay anh chần chừ nắm lấy cái chốt. Chỉ cần mở tủ ra, điều đó có thể sẽ chẳng chứng minh được gì, nhưng lại thể hiện rằng anh không còn tin tưởng Nguyệt nữa. Nhưng Tất cả suy nghĩ đó chợt tan biến khi Sâm phát hiện ra ngăn kéo tủ không bỏ được. nó đã bị khóa. Sâm ngồi phịch xuống ghế. Cái bàn rung lên và một hộp vấn rơi xuống vỡ tan. Nguyệt đang giấu giếm điều gì đó. Nguyệt ngồi thừa ra ở văn phòng. Mọi người đã về gần hết. Bà sếp để tập tài liệu xuống bà Nguyệt khiến cho cô giật mình nhìn lên. Nếu cô làm vụ này thì tiền bồi thường lần trước của công ty coi như được xí xóa hết nguyệt cầm tập tài liệu lên đó là vụ quảng cáo cho homestay của đức nguyệt bật cười cuộc đời thật biết tiêu ngươi người khác quyết định như vậy đi tôi nhận nhưng sau khi xong tôi sẽ xin nghỉ việc được thôi cô cứ làm đi rồi tính bà sếp rời khỏi công ty cả văn phòng tối ôm chỉ còn lại mình nguyệt và ánh sáng từ đèn bàn của cô nguyệt thở dài cô ôm đầu và tự xoa bóp cho mình đã đến lúc rồi cô phải chấm dứt tất cả mọi thứ và cô sẽ lại rời đi như thói quen quay về với cuộc sống luôn khiến cho cô vui vẻ không vướng bận vào bất kỳ ai nguyệt lấy ra một tờ giấy ghi lên đó kế hoạch mà cô sẽ làm hoàn thành nốt công việc chấm dứt hoàn toàn với đức sau đó ly hôn với sâm và đi đến một nơi khác thật xa tại sao em lại muốn ly hôn đức cúi sát xuống tay cô thì thào nguyệt giật mình sao anh ta lại ở đây vào giờ này nguyệt vội vàng gấp tờ giấy lại giấu nó vào trong túi sách không liên quan đến anh anh đến đây làm gì đức giơ đồng hồ lên đã 7 giờ tối hôm nay chúng ta có hẹn bằng công việc đừng nói là em quên rồi nhé không tôi không quên nhưng chúng ta không hẹn gặp ở đây mà là ở homestay của anh tước ra cái vẻ ngạc nhiên. Anh ngồi xuống bên cạnh Nguyệt, chống tay lên má và ngã ngớ nhìn cô. Nguyệt tỉnh bơ như không, sắp xếp lại bàn làm việc của mình. Trong lòng cô xốn xáo hết cả lên. Nguyệt không hiểu tại sao cô lại cảm thấy như vậy. Rõ ràng cô không hề muốn dây dưa gì thêm với người đàn ông này nữa. Anh ta chỉ là quá khứ. Thế nhưng mỗi lần gặp anh ta, trái tim cô lại nhói lên và trộn rộn. Nó khiến cô nghi ngờ rằng mình không yêu sâm đồng thời vẫn còn tình cảm với đức ồ oh, em muốn đến homestay của tôi ư ừ. để làm gì vậy sâm lục trong đống đồ trang điểm của nguyệt lấy ra được một cái kẹp tâm anh nghiến rằng đi về phía ngăn kéo tủ lần đầu tiên trong đời anh cho phép mình đi ngược lại với đạo đức của một luật sư anh hồi hộp chỉ cái kẹp tâm về phía ổ khóa chẳng mất đến một phút sâm đã mở được cái ngăn kéo ra trong đó là một quyển sổ màu đỏ chót. Dưới ánh đèn màu cam vàng vọt, Sâm vẫn nhận ra đó là sổ đăng ký kết hôn của hai người. Sâm giật mình, làm rơi chiếc kẹp tâm xuống sàn, nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến điều đó nữa. Anh run rẩy lấy quyển sổ kết hôn và mở ra. Bên trong có đệ tên của anh, Hoàng Ngọc Sâm là chồng, và tất cả các thông tin về anh đều đầy đủ không thừa thiếu một chữ. Phần bên cạnh họ tên vợ là Đặng Nguyệt, thông tin ở bên dưới cũng đầy đủ và chính xác. Sam không hiểu sao Nguyệt lại phải giấu quyển sổ này đi, nếu như nó không có vấn đề, chắc chắn phải có gì đấy. Sam sợ khắp bề mặt quyển sổ, vừa mong tìm được cái gì đó, nhưng cũng thầm mong là không. Sâu thẳm trong nỗi lòng của một người đàn ông, một người chồng đúng mực và tin tưởng vợ Sâm không hề muốn những nghi ngờ của mình là đúng. Thế nhưng sự thật lúc nào cũng đi ngược lại với những mong muốn của người ta. Sâm phát hiện ra một vệt gợn lên trên bề mặt tờ giấy, phần đóng dấu chứng nhận là giả. Đó chỉ là con dấu được dán lên mà thôi. Nói cách khác, hai người chưa từng kết hôn. Đức bà ra vẻ mặt hứng thú, anh nắm cặp nguyệt kéo cô sang nhìn về phía mình nguyệt đưa mắt nhìn khắp khuôn mặt đức và dừng lại ở đôi môi của anh ta cô vội vàng nhắm mắt lại đẩy đức ra xa đừng có nghĩ nhiều tôi cần xem homestay của anh có những gì như thế mới viết quảng cáo được à thế thì đi thôi đức nắm tay nguyệt đột ngột dung sức kéo cô đứng dậy và lôi cô đi này bỏ tay ra anh có nghe tôi nói không hả nguyệt bị lôi theo Cô vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được khỏi cái nắm tay của Đức. Cô đi theo Đức cho đến khi cả hai xuống đến tận sảnh thì Nguyệt mới gỡ được tay Đức ra. Cổ tay cô đỏ ẩn cả lên. Nguyệt xích xoa, phổ lên phần cổ tay của mình. Không biết nó có bị trật khớp không nữa. Đức ngoái lại chờ đợi Nguyệt. Giống như ba năm trước, anh lại một lần nữa có cảm giác như hai người đang yêu nhau. Đức tiến về phía Nguyệt và lại cầm lấy tay cô kéo sát về phía mình tôi nói rồi tôi sẽ giành lại em cho bằng được rồi hành hạ em những gì em đã làm với tôi anh nhếch môi cười rồi tiếp tục lôi nguyệt đi nguyệt lo lắng bụng cô lại quặn lên cứ như thế này thì không ổn nếu như cô để yên cho anh ta đưa đi về đến homestay nhỏ có chuyện xấu xảy ra không biết chừng nguyệt cố gắng vùng vẫy nhưng cơn đau bụng khiến cô mất hết sức lực bỏ cô ấy ra đức và nguyệt ngẩng lên sâm đang đứng đó khuôn mặt điềm đạm nhưng ánh mắt lại giận dữ như thể anh sẽ dùng hết tất cả kiến thức luật mà mình đã học được quăng vào mặt đức sâm bỏ tay ra khỏi túi quần từ từ đi đến cầm lấy tay nguyệt và lôi cô về phía mình trong khi hai người đàn ông nhìn nhau bằng ánh mắt lấy lửa thì nguyệt cảm thấy mình như dâm phụ đi lăng nhăng và bị chồng bắt tại trận thật là xấu hổ, không để đâu cho hết. À, ra là chồng của Nguyệt. Chào anh, tôi là đối tác của cô ấy, tôi tên là Đức. Đức chỉ tay ra phía trước, chờ đợi cái bắt tay của Sâm. Sâm nghiến răng, anh nhận ra Đức chính là người đàn ông trong những bức ảnh mà Thư đưa cho anh xem. Sâm cúi nhìn Nguyệt, chuyện xảy ra khiến nghi ngờ của anh dành cho cô càng chắc chắn hơn. Nhưng Sam không muốn đối chất với cô ngay lúc này. Anh tin rằng mọi chuyện đều có lý do của nó, dù rằng những chuyện xảy ra không vừa ý anh chút nào. Nguyệt cúi gầm mặt xuống, phải giải quyết thế nào đây? Cô đúng là muốn ly hôn với Sam, nhưng không muốn ra đi theo cách này. Cô vẫn muốn trong mắt Sam mình không phải là người đàn bà xấu xa. Sam gật đầu với Đức, anh không đáp lại cái bắt tay. Tôi là chồng cô ấy, luật sư. Tôi biết Đức rút tay về Cho vào túi quần Theo như những gì tôi thấy Anh đang làm phiền vợ tôi Trong khi cô ấy không hề muốn Điều này có thể bị quy thành tội quấy rầy người khác rồi đấy Đức cứng họng Khi bị cắt ngang lại như thế Nhưng anh không muốn chịu thua chút nào Mẹ anh nói đúng Dù đã gần 30 Nhưng cái tính trẻ con của anh mãi vẫn còn Tôi chỉ muốn được quấy đến khách sạn À không Tôi không có ý đó, đức cười xòa khi thấy sâm đanh mặt lại sâm siết chặt tay nguyệt còn nguyệt thì đau bụng sắp ngất đến nơi ý của tôi là cô ấy sắp làm quảng cáo cho khách sạn của tôi nên cần đến đó để xem vài thông tin cần thiết dù sao tôi và cô ấy cũng là khoan đã nguyệt thốt lên cô miếng môi tức tối nhìn đức anh ta muốn trêu ngươi cô nguyệt không muốn sâm biết đức là tình cũ của mình Cô muốn nói gì đó, nhưng cơn đau bụng quặn thắt, nuốt hết chữ nghĩ của cô lại. Sao vậy? Xăm cúi xuống và thấy sắc mặt của Nguyệt không được tốt. Anh đưa em về nhé. Nguyệt lắc đầu. Không sao, em hơi đau bụng một tí, em vẫn còn có việc, đi trước đây. Nguyệt thả tay xăm ra và vội vàng bỏ đi. Xăm với theo cô nhưng không kịp nói gì. Anh có quá nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không mở lời được anh biết là mình cũng chưa sẵn sàng để nghe những sự thật về Nguyệt. Xem ra hai vợ chồng anh cũng không gần gũi lắm nhỉ? Đức chăm chọc. Đừng xí vào chuyện của người khác. Tôi chỉ nói thật thôi mà. Đức nhún vai. Hóa ra Nguyệt lại kết hôn với người như thế này. Nói chung anh ta cũng khá là tốt. Quan tâm chăm sóc vợ từng chút một. Như thể sợ rằng Nguyệt là con búp bê thủy tinh dễ vỡ. Đức lắc đầu cười. Anh cũng từng như thế, nhưng rồi mọi chuyện thế nào chứ? Nguyệt cho anh chút yêu thương và anh tưởng như nó là thứ ấm áp và tuyệt vời nhất trên đời. Rồi đột ngột cô bỏ đi. Sau tất cả mọi chuyện, chính anh mới là con búp bê thủy tinh dễ vỡ. Chỉ một cái đẩy tay, anh đã vỡ tan tành. Đức liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, anh ta cũng sẽ là một con búp bê ngu ngốc như mình mà thôi. Anh giơ tay lên muốn quàng vai sâm tỏ vẻ như họ là hai người đàn ông thân thiết sâm nghi ngựa né ra sao thế tôi chỉ muốn thân thiết với anh một chút thôi mà tôi với nguyệt là bạn thân đấy không liên quan đến tôi sâm quay lưng đi anh muốn đi tìm nguyệt hy vọng cô sẽ thành thật với mình về cuốn sổ đăng ký kết hôn giả mà cô giấu trong ngăn kéo đức cười nham nhở không biết có nên cảnh báo cho sâm về người đàn bà như Nguyệt không? Cuối cùng anh cũng gọi với theo. Tôi khuyên anh nên tìm hiểu kỹ về một ai đó trước khi tiến tới mối quan hệ thân thiết với người ta. Xăm ngoái đầu lại nhìn Đức. Thế thì cậu cũng nên tìm hiểu kỹ về tôi trước khi muốn làm thân với tôi. Anh có biết tại sao Nguyệt luôn nhớ Nhung Hà Nội không? Xăm dừng bước. Vì sao? Vì cô ấy chán ghét nơi này. Quá khứ và trái tim của cô ấy đều nằm ở đó. Sâm tiến về phía trước, vú tay vào ngực anh ta như một lời cảnh cáo. Không phải chỉ có nơi này, bất kỳ đâu kìm chân cô ấy, cô ấy đều ghét. Đúng thế, ngay từ khi kết hôn với Nguyệt, Sâm đã biết rằng Nguyệt chỉ muốn coi cuộc hôn nhân này như cái trạm dừng chân. Anh quen Nguyệt đủ lâu để biết rằng cô thích bay nghệ đến mức nào nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến Nguyệt lại muốn ly hôn với mình. Sam vẫn tin rằng mình có thể thay đổi được cảm giác và suy nghĩ của Nguyệt. Cái người tin rằng mình có thể thay đổi được một ai đó là người ngu ngốc nhất đấy. Đức nói với theo khi Sam bỏ đi. Đúng lúc này điện thoại anh treo lên. Một tin nhắn được gửi đến với hình ảnh một chiếc xe vỡ vụn. Đức mở mail ra xem. Bàng bàn hoàng khi biết được mẹ anh có liên quan đến vụ tai nạn xe này. Nguyệt uống vài ly rượu trắm bụng, xoa dịu cơn đau quặn thắt do lo lắng, cô không nghĩ mình lại uống nhiều đến thế. Nhớ lại 3 năm về trước, cô vẫn là một cô gái tự do, Nguyệt và Đức đã yêu nhau và cô cứ nghĩ rằng đó sẽ là tình yêu vĩnh cửu tuyệt vời nhất mọi thời đại. Nó đúng như là câu chuyện cổ tích ở hiện thực. Một cô gái chẳng có gì, và một công tử nhà giàu sang phú quý. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mẹ Đức xuất hiện, bố của Nguyệt tự dưng bị tai nạn xe hơi. Cô cần tiền hơn là tình yêu của Đức dành cho mình. Vì thế cô bỏ Đức mà đi. Nhưng bố cô cũng không qua khỏi cơn nguy kịch. Hà Nội là thành phố chứa những đau đớn của cô. Chính vì thế mà cô đã bỏ lại tất cả tìm đến xăm và kết hôn với anh. Nguyệt sai ngất ngưỡng chật vật lắm mới mở được cửa vào nhà. Sam đã ngồi đó chờ cô. Trong anh có vẻ nghiêm nghị, dường như là đang giận lắm. Nguyệt biết rằng cô đã làm sai quá nhiều. Người phụ nữ như cô chưa bao giờ làm được chuyện gì đúng đắn cả. Sam nhìn thấy Nguyệt thì đứng bật dậy. Anh vốn định sẽ hỏi cô cho rõ ràng về tất cả mọi chuyện. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy, anh lại quên sạch sầm lao đến đỡ Nguyệt và dìu cô xuống ghế. Nguyệt ngã xuống người anh, mùi rượu nồng nặc bốc lên. Anh còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh không? Đó là trong quán ba ở gần nhà chúng mình. Em suýt thì bị một tên xấu xa sàm sở. Nhưng em là ai chứ? Em đánh hắn ta một trận lên bờ xuống ruộng rồi bị anh bắt về. Xong rồi, từ đấy chúng mình trở thành bạn qua thư em sai quá rồi đi ngủ thôi nào em không ngủ em có một bí mật em sẽ nói cho anh biết nhưng không phải hôm nay rồi rồi đi ngủ thôi nào anh có biết tại sao em không muốn có con không sam vất vả lắm mới giữ được nguyệt nhưng câu hỏi của cô khiến anh dừng lại sam chợt nghĩ anh đã đợi chờ cô ba năm trời anh cứ nghĩ rằng cô đã yêu anh nhưng hóa ra là không. Đợi chờ chẳng có tác dụng gì hết, anh cần phải làm gì đó để giữ được cô, và một đứa con là cái cớ duy nhất để Nguyệt phải ở lại bên anh. Sầm bế thốc cô lên, đưa cô lên phòng. Nguyệt nằm xuống giường và ngủ say như chết, hoàn toàn không hề biết Sầm đang cởi đồ của cô. Đức ngồi xuống giường, anh nhớ lại khoảnh khắc Nguyệt nhìn anh, cô nhìn đôi môi anh, Đức cười thầm khi nhận ra Nguyệt vẫn có tình cảm với mình. Anh đưa tay lên xoa so lấy môi và đắm chìm trong cảm giác tự hào. Tiếng chuông cửa đánh thức anh. Bà hoang đứng ngoài cửa, vẫn chiếc áo lông choàng chất ngợp dù thời tiết gần 30 độ. Mẹ đến đây làm gì? Bà hoang chen vào trong phòng, ngồi xuống ghế sofa. Con lại đi gặp con bé đó đúng không? Mẹ đang nói đến ai vậy? Nguyệt, Đức xoay người lại. Đúng như anh nghi ngờ, mẹ luôn theo dõi anh. Vậy ra ba năm trước, Nguyệt rời đi là do bà nhúng tay vào. Mẹ đã làm gì rồi? Mẹ chẳng làm gì cả. Bà hoang rốt trà, dững dưng đưa lên miệng và nhấp một ngụm. Đức giật lấy tách trà để xuống bàn. Có phải tai nạn của Nguyệt và bố cô ấy có liên quan đến mẹ không? Đức cầm lấy tay bà siết chặt lại người mẹ này chưa bao giờ cho anh cuộc sống yên ổn suốt cuộc năm đó bà đã làm gì tại sao nguyệt lại bỏ đi có phải cô có lý do gì đó có phải là do mẹ anh đã gây tổn hại cho cô không còn nói gì mẹ chẳng hiểu con sẽ không để yên chuyện này đâu con sẽ tìm ra sự thật mẹ đừng hy vọng sẽ kiểm soát được cuộc đời con thêm lần nào nữa đức chỉ ra phía cửa mẹ về đi bà hoang thức kinh bà chưa bao giờ thấy con trai mình tức giận đến thế. Nguyệt tỉnh dậy trong cơn ván vất, cô ngồi bần thần một lúc lâu để nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua, nhưng chẳng nhớ ra được gì. Hình như cô đã uống khá nhiều, rất sai, rồi trở về nhà và lãm nhảm những chuyện không đâu với xăm. Mà cụ thể là gì thì cô chẳng nhớ nổi nữa. Nguyệt thở dài bò dậy, như mọi ngày trên bàn vẫn là phần ăn sáng mà sâm chuẩn bị cho cô kèm theo tờ giấy nhớ nhắc nhở cô phải ăn uống cẩn thận nguyệt mỉm cười tự nhiên cô cảm thấy như thế này cũng thật tốt dù là phụ nữ hay đàn ông dù mơ ước điều gì đi chăng nữa suy cho cùng đích đến của mỗi người cũng chỉ là hạnh phúc con người sẽ làm bất cứ điều gì để cảm thấy bản thân mình được vui vẻ và yên ổn nguyệt cũng thế và ngay lúc này cô cũng lờ mờ cảm thấy cái hạnh phúc đó đang ở bên cạnh mình trong phút chốc nguyệt đã nghĩ rằng hay là cứ để mọi chuyện thế này hay là không ly hôn nữa và cứ thế ở vậy với sâm tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của nguyệt cô lục lọi mãi trong túi sách mới tìm được chiếc điện thoại của mình trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ một số lạ nhưng có chết cô cũng nhận ra được nó là điện thoại của ai Nguyệt run rẩy. Người phụ nữ này tại sao lại gọi cho cô chứ? Hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần, Nguyệt ấn nút nghe và đưa điện thoại lên áp vào tay. Đến gặp tôi ngay bây giờ. Chất giọng cao và sắc lạnh như cứ vào tay cô, cắt đứt mọi suy nghĩ của cô. Kể cả tình cảm dành cho Sâm mà khó khăn lắm mới nhen nhóm được một chút. Sâm chán trường buông cốc cà phê đã nguội ngắt xuống bàn. Anh ngẫm lại sự việc đã xảy ra tối hôm qua và tự hỏi rằng tại sao mình lại làm như vậy. Cảm giác dây dứt dấy lên đến cổ khiến cho anh chẳng nuốt trôi được cái gì xuống khỏi họng. Ngủ với vợ mình ư? Hành động này có gì sai? Nguyệt là vợ anh và ngủ với vợ không phải việc làm phi pháp. Nhưng thâm tâm anh biết rõ rằng cô ấy không hề muốn thế. Vì vậy, việc này chẳng khác nào là cưỡng bức và anh thì đã trở thành thằng khốn nạn. Sam tức giận, đặt mạnh cái cốc xuống bàn làm cho cà phê văng ra tung tóe, nhuộm bẩn cả chiếc áo sơ mi trắng. Một chiếc áo khác được dơ ra trước mặt anh. Thư đứng đó, cười nhẹ một cái như là muốn ăn ủi. Thay áo đi, lát anh còn phải đi gặp đối tác đấy. Sam cúi xuống, nhìn chiếc áo của mình, thở dài một cái anh cầm lấy chiếc áo mới mà thư đưa cho thư nhận ra biểu hiện chán trường của sâm sao vậy tôi nói đúng rồi đúng không về chuyện gì về chuyện vợ của cậu và cái tờ đăng ký kết hôn chích tiệt đấy thư cảm thấy bất lực vì thế cô hơi to tiếng với sâm người đàn ông lý trí này không ngờ lại bị tình yêu làm cho mờ mắt đến vậy chơi với sâm từ bé đến giờ chưa bao giờ thư thấy anh ta nhu nhược và ngu ngốc thế này trong lòng cô rối như tơ vò lo lắng cùng với giận dữ khiến cho cô mất bình tĩnh sâm nghiêng đầu nhíu mày một cái rồi thôi tỏ ra như chẳng có gì giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của chúng tôi chẳng có vấn đề gì cậu đừng nhiều chuyện nữa sâm cúi đầu ôm trán anh chỉ ta ra phía cửa cậu có thể ra ngoài cho tôi thay áo được không thư ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của sâm khoanh tay trước ngực tôi sẽ không đi chừng nào cậu không làm rõ mọi chuyện sao cậu cứ chen vào chuyện gia đình tôi thế thư không biết nên trả lời thế nào cô nên nói gì đây chính cô cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy lo lắng ư cô lấy tư cách gì để mà lo lắng cho một người bạn thân đã lập gia đình cơ chứ cuối cùng cô gượng gạo trả lời vì chúng ta là bạn tôi không muốn thấy cậu bị lừa dối như thế thư cúi xuống lấy trong túi sách ra một bộ hồ sơ quẳng lên bàn sâm xem đi tôi định sẽ an ủi cậu vài câu nhưng nếu cậu đã cứng đầu như thế thì tôi kệ cậu đấy nói xong cô đứng dậy và đi ra khỏi phòng sâm nhìn theo thư vẻ mặt hoài nghi anh ngập ngừng đưa tay ra với lấy tập hồ sơ nhưng lại không có ý định mở nó ra xem bằng cách nào đó anh linh cảm được rằng đó sẽ chẳng là cái gì đấy bình thường mà nhàm chán như một vụ ly hôn hoặc một thứ gì đó hay ho đá để xem xét. Anh sẽ hối hận nếu mở nó ra. Sâm dứt khoát, tống tập hồ sơ đó vào thùng rác rồi cầm chiếc áo sơ mi đi ra khỏi phòng. Thư đứng sau mép tượng tức giận và dậm chân xuống đất. Rõ ràng xong biết rằng Nguyệt có vấn đề nhưng lại cố tình tỏ ra như không có gì. Xăm luôn bảo vệ Nguyệt cho dù Nguyệt có làm ra chuyện sai trái đến nhường nào. Thư hậm hực, cảm giác khó chịu quẩn quanh trong ngực, khiến cô gần như muốn phát điên. Thư đạp vào từ một cái, khiến cho gót dày bật ra. Cô trẹo chân ngã xuống đất. Phụ nữ lúc nào cũng vậy, luôn hiểu rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào, nhưng lại cố tình lừa mình dối người. Giống như Thư, bản thân luôn hiểu rằng dù cô cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì xăm cũng sẽ chẳng đói hoài gì đến mình nhưng vẫn không thể dừng lại được. Nguyệt đứng ở ngoài cửa quán cà phê, cô bỗng nhiên thấy sợ hãi. Đứng trước người phụ nữ lạnh lùng và tàn nhẫn ấy, Nguyệt không khỏi rùng mình. Cô rung lên từng chập và chỉ trực muốn quay về ngay lập tức, nhưng cô không thể. Nếu hôm nay không gặp được cô, bà ta cũng sẽ có cách để tìm ra cô. Hơn nữa, nếu bây giờ quay đầu bỏ chạy, cô sẽ mãi mãi giống như một kẻ phạm tội, cả đời lẫn trốn trong khi cô chẳng thể làm sai điều gì. Nguyệt hít sâu một hơi, đẩy cửa quán cà phê và bước vào trong. Bà Hoang đã ngồi đó chờ sẵn, thái độ dững dưng như không và gương mặt đầy vẻ cao ngạo. Nguyệt ngồi xuống ghế, cố gắng để mình trông mạnh khỏe, khoai hàm cô nghiến chặt lại. Tôi sẽ nói nhanh gọn thôi, cô đừng bén mảng đến gần con trai tôi nữa. Đáng ra, người nói câu này phải là cháu mới đúng chẳng phải chính anh ta mới là người bám lấy cháu hay sao nguyệt đáp trả từng ấy năm sống tự lập cuộc đời này đã dạy cô một điều muốn đánh nhau với hổ thì phải cửa lên lưng nó phải gầm to hơn nó nguyệt giơ bàn tay phải lên trên ngón áp út là chiếc nhẫn cưới bằng bạc sáng lấp lánh cháu đã kết hôn rồi mong bác hãy giáo dục con trai mình cẩn thận đừng đụng đến người đã có gia đình cháu sẽ không đi đâu cả vì đây là nhà của cháu bác và đức mới là người phải đi bà hoang cười khẩy cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm người đã có gia đình cô tưởng tôi là gà mờ không biết gì hay sao hả bà hoang quẳng lên bàn trà một tập hồ sơ nguyệt nghi hoặc mở ra xem đó là đơn kiện cô là bị cáo với tội danh lừa đảo nguyệt giật mình làm sao bà biết được chuyện này vụ kết hôn giả này cô đã làm rất cẩn thận đến xăm là luật sư mà còn không phát hiện ra được cơ mà làm sao mà bằng cách nào không quan trọng tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng đừng có mà bén mãn lại gần con trai tôi nếu không thì phần đời còn lại của cô sẽ là chuyến nghỉ dưỡng trong tù đấy bà khoan đứng dậy cầm túi xách và rời đi nguyệt run rẩy ba năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy Cô chẳng thể nào thắng thế nổi bà ta. Người phụ nữ này đã gây ra cho cô bao nhiêu đau đớn, hủy hoại tất cả những gì quan trọng nhất của cô. Cuối cùng cũng vẫn không buông tha cô. Nguyệt siết chặt tay lại, ký ức của ba năm về trước đột nhiên ùa về. Tiếng quát tháo, tiếng khóc lóc, tiếng xe máy phanh gấp và cả ánh sáng đèn pha chói lên trước mắt cô. Tai nạn năm đó đã cướp đi người thân duy nhất của cô, và cả khả năng làm mẹ. Bụng nguyệt quặn lên, cơn đau trong dạ dày nhức nhối. Cô đứng dậy, vịnh vào thành ghế và đi ra ngoài. Hai chân dường như không còn cảm giác, khiến cho cô ngã khủy xuống. Em có sao không? Một giọng nói vang lên bên tai Nguyệt, lại là chất giọng khàn khàn quen thuộc đó của Đức. Đức không biết xuất hiện từ bao giờ, anh vòng tay đỡ lấy Nguyệt, dìu cô lên ghế ngồi. Cảm giác vừa lạ vừa quen khi ở trong vòng tay của người mình thương. À không, của người mà cô từng yêu bằng cả trái tim. Rất lạ lùng mà cũng rất thân thuộc. Trong phút chốc, Nguyệt chỉ muốn thời gian ngừng lại để cô có thể hít hà mùi hương này. Nó khiến cô đột nhiên cảm thấy mình được sống lại những ngày tháng thanh xuân kia. Xăm bước vào quán cà phê, anh có một cuộc hẹn với khách hàng tại đây cuộc sống lúc nào cũng bày ra những tình huống trái ngang. Ví dụ như chuyện bạn muốn giấu thì bằng cách nào đó nó sẽ lộ ra ngoài, đẩy bạn vào tình huống khó xử. Ví dụ như chuyện bạn không muốn để tâm thì bằng cách này hay cách khác nó sẽ xuất hiện trước mặt bạn, buộc bạn phải chú ý đến. Sâm vừa bước vào cửa hàng thì nhìn thấy Đức đang ôm ngang người Nguyệt, bế cô lên như nâng niu nàng công chúa của cuộc đời anh ta nguyệt vội vàng đẩy đức ra đứng xuống tuy rằng cảm giác vừa xong quả thực rất chân thật nhưng cô hiểu rằng tất cả chỉ là quá khứ mối quan hệ của hai người hiện tại đã đến mức chẳng thể cứu vãn nổi hơn nữa cô cũng không muốn lừa dối chồng đức đưa cho cô một hộp thuốc trị đau dạ dày uống đi bệnh của em không nặng nhưng đừng có mà chủ quan nguyệt đẩy lại gói thuốc về phía đức không cần đâu Tôi tự biết chăm lo cho mình Em nhìn em xem Đã thành ra như thế kia rồi Mà vẫn còn mạnh mờ mà Nguyệt thở dài Cô không biết làm thế nào Để từ chối anh ta Mà không biểu hiện quá gây gắt và lạnh lùng Dù gì chuyện của ba năm về trước Cũng không phải tại anh ta Và tất cả cũng đã nằm lại trong quá khứ rồi Con người thì phải luôn tiến lên Không nên vấn vương chuyện cũ quá lâu Chúng ta đừng gặp nhau nữa anh hãy buông thai cho tôi đi. Đức vội cầm lấy tài nguyệt, trong lòng cảm thấy khó hiểu tột cùng. Rõ ràng là em còn thích anh, tại sao lại không thể gặp nhau nữa? Tôi đã kết hôn rồi, tôi còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây. Anh và mẹ anh buông thai cho tôi đi được không? Mẹ anh, bà ấy làm gì em? Nguyệt biết mình lỡ lời, cô vội quay đầu đi. Không có gì, tóm lại là anh đừng đến tìm tôi nữa, Nguyệt Nhất túi đứng dậy bỏ đi. Đức muốn chạy theo cô, nhưng anh không thể làm thế. Trước vẻ dứt khoát của Nguyệt, anh biết mình không thể cưỡng ép cô. Hai người từng yêu nhau bao nhiêu năm, anh hiểu quá rõ con người của Nguyệt. Chuyện cô đã quyết thì chẳng có ai có thể thay đổi, hoặc chỉ có thể từ từ khuyên can mà thôi. Đức siết chặt tay, nhất định anh sẽ giành lại được cô, rồi sẽ bù đắp cho cô tất cả những tổn thương mà cô từng phải chịu đựng. Nhưng trước hết, anh phải tìm hiểu rõ về chuyện xảy ra 3 năm về trước mà người liên quan đầu tiên chính là mẹ anh, bà Hoang. Từ sau khoảnh khắc nhìn thấy Nguyệt trong vòng tay Đức, Sâm biết mình không thể như trước được nữa. Hóa ra anh đã đánh giá mình quá cao. Người ta chẳng thể nào mà không ghen khi đã yêu quá nhiều, bỏ ra quá nhiều tình cảm như thế. Sâm tự hỏi, anh đã làm sai điều gì để phải chịu đau khổ thế này? Suốt bao nhiêu năm qua, nhẫn nại và đợi chờ như con kiến cắn xé bòn rút trái tim của anh nhưng anh vẫn cố chịu đột nhiên một kẻ xuất hiện phá hoại gia đình anh phá hoại luôn cả công sức và tâm tư mà anh bỏ ra bao lâu đến một người trầm ổn và cẩn trọng như anh cũng không thể nào chịu được nữa sâm ngửa cổ uống hết cốc rượu trên bàn lại vời nhân viên đưa đến cốc khác nhân viên nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại lần đầu tiên trong đời Sâm buông thả bản thân uống đến khi sai mềm như thế này tại sao người ta nói uống rượu say thì sẽ quên hết sự đời thế mà anh uống mãi vẫn không quen càng uống nhiều bao nhiêu ruột gan càng xót xa bấy nhiêu chất cồn chảy vào cơ thể qua bao nhiêu vết thương càng khiến cho anh cảm thấy nhức nhói sầm bóp nát cốc thủy tinh những mảnh vỡ văng ra tung tóe còn bàn tay anh thì rỉ máu. Thư trong thấy cảnh ấy thì đau lòng, vội vàng chạy đến đỡ lấy xăm. Uống nhiều như thế, có thay đổi được gì không? Tôi nói ra cậu không nghe, giờ thì hay lắm rồi. Cả người xăm mềm hoặc ngã vào lòng Thư. Thư dịu anh ra xe, đưa về nhà mình. Trong giây lát, nhìn người đàn ông nằm trên giường, gương mặt mơ màng và đỏ ẩn Thư đột nhiên nảy ra ý định muốn trói buộc anh bên mình, chỉ cần một bước nữa thôi. Thư đưa tay lên, cởi áo khoác ra vứt xuống sàn. Cô ngồi lên giường bên cạnh Sâm. Cô biết rằng lúc này anh chẳng còn tỉnh táo để mà nhận ra người ngồi cạnh mình là ai nữa. Sâm cứ liên tục lẩm bẩm tên của Nguyệt. Những lời này lọt vào tai Thư, khiến cô khó chịu. Nguyệt cúi xuống, ôm lấy Sâm cơ thể lạnh ngắt của cô dán lên người Sâm. Cảm nhận sự nóng bừng quanh truyền sang mình, nhưng hơi ấm đó ngay lập tức chấm dứt. Sâm ngồi dậy, vẫn vẻ mơ màng đó, anh nhíu mày, đưa tay lên bóp trán. "Cô là ai? Nguyệt đâu?" Thư sững người, cô vội rời khỏi phòng. Một lát sau, Sâm trở ra, thư đang ngồi ở bàn ăn. Trên bàn là bát canh gừng, hãy còn bốc khói nghi ngút cậu uống cái này đi cho nóng thư tỏ ra như không hề có chuyện gì đưa bát canh cho sâm lần sau đừng có uống nhiều như vậy muộn lắm rồi cậu có thể ở lại đây mai về cũng được dù sao cũng không có xe sâm đưa mắt nhìn thư ánh mắt anh đầy vẻ hoài nghi không được tôi phải về nguyệt đang ở nhà chờ sâm vội vàng đi ra cửa xỏ dài Thư ấm ức bật dậy hét lên Cô ta còn lâu mới như vậy Đến bao giờ cậu mới thôi ngu ngốc đi hả Sâm đứng trước cửa phòng Vợ anh Nguyệt Đang nằm trên giường yên lặng ngủ Cô không hề chờ anh Quả nhiên cô không hề yêu anh một chút nào Cho dù anh cố gắng Đặt niềm tin ở cô bao nhiêu lần Thì năm lần bảy lượt Cô đều chứng minh cho anh thấy Tình cảm cô dành cho anh chỉ là con số không Thế mà đêm đó anh còn cố ngủ cùng cô Chỉ với hy vọng rằng cô sẽ thay đổi Là anh quá ngu ngốc hay là cô quá tàn nhẫn Sâm đi đến bên giường kế Nguyệt dậy Nguyệt đang mơ màng Cơn đau bụng quấy rầy cô suốt từ chiều Mãi mới ngủ được một chút Trên trán cô lắm tắm mồ hôi Em có yêu anh không? Nguyệt nhíu mày Sao đột nhiên Sâm lại hỏi mình điều đó? Anh đã biết điều gì rồi? Sao anh lại hỏi như vậy? Sam đi đến ngăn kéo bàn, lấy ra quyển đăng ký kết hôn, anh ném xuống giường. Em có gì để giải thích không? Em... Sam bực bội, anh sẽ ngửa bài với cô, rồi chơi đưa đẩy này, anh sớm đã chịu không nổi nữa rồi. Em không chịu có con, lấy lý do là chưa sẵn sàng, anh chấp nhận. Em gặp người đàn ông khác vì công việc, anh chấp nhận tận mắt chứng kiến em cùng với người ta ôm ấp nhau đó có thể là sự trùng hợp anh chấp nhận nhưng đến giấy kết hôn cũng là giả em nói xem anh phải chấp nhận thế nào nguyệt không nói được gì cô còn tưởng mình có thể múa rìu qua mắt thợ lại quên mất rằng sâm là luật sư chuyện anh muốn biết kiểu gì anh cũng điều tra ra được tất cả những gì cô làm đều không che được mắt anh anh để em giải thích được không? Cho em thời gian. Lại là câu này. Em có biết anh cho em bao nhiêu thời gian rồi không? Từ lúc kết hôn đến giờ là 3 năm. Sâm chỉ ra phía cửa. Nếu như đã không có tình cảm thì cưỡng ép cũng vô ích. Em đi đi. Nguyệt ngẩn lên nhìn Sâm, cô không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này. Tại sao chỉ trong nháy mắt tất cả mọi thứ đều tan vỡ? nguyệt ngồi thừa ra trên giường cô bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ màn đêm đen đặc phủ kín lấy những thứ xung quanh không chút ánh sáng nào lọt qua khung cửa sổ chúng giống như vận rủi ám lên cuộc đời cô vậy vì sao cô không thể sống yên ổn vì sao mỗi khi cô muốn yêu thương một ai đó muốn được nhận lại tình cảm của người ta thì mọi chuyện lại đột ngột đổ vỡ mọi người thật buồn cười khi rảnh rỗi và xí vào chuyện của người khác Tại sao ba năm trước cô không thể yên ổn mà yêu Đức và rồi tiến đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc với anh ta? Giờ đây, khi cô quyết định rũ sạch quá khứ, thậm chí thay đổi cả con người mình và ở bên xăm, thì anh lại đuổi cô đi. Nguyệt đưa tay lên la mắt, cô không thể khóc, nhất định không được khóc, phải là người mạnh mẽ thì mới không để ai bắt nạt. Nguyệt mở tủ quần áo, cẩn thận sắp xếp lại từng thứ một rồi đem bỏ vào vali. Đã đến lúc cô phải rời đi rồi. Cô ngồi trước bàn làm việc một lúc lâu, đơn xin nghỉ việc cũng đã viết xong, chỉ có đơn ly hôn là mãi không biết viết như thế nào. Đến giờ phút này, Nguyệt nhận ra là mình đã sai lầm, gây ra tổn thương cho Sâm, mà cô cũng đồng thời nhận ra được mình đã yêu anh. Thật trớ trêu làm sao, Nguyệt không thể cầu xin, cũng không muốn cầu xin xăm tha thứ cho mình đáng lẽ ra ngay từ đầu cô không nên kéo anh vào cuộc đời rối rắm của mình. Nguyệt cầm đơn xin nghỉ việc đến công ty. Nguyệt hơi bất ngờ khi thấy bà Hoang đứng chờ mình ở trước cửa công ty. Bác đến đây làm gì? Tất nhiên là để đuổi cổ cô đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bà Hoang cười khẩy nhìn cô đầy vẻ khinh khỉnh. Bác yên tâm, không cần bắt đuổi, cháu đã nghỉ việc rồi bà hoang ngạc nhiên khẩu khí của nguyệt trước mặt bà ngày hôm qua khác hẳn bây giờ với bản tính đa nghi bà lại cho rằng cô lại đang định dở trò gì nữa đây bà hoang lấy ra một tấm vé máy bay cùng với một lá thư giới thiệu đưa cho nguyệt dù sao tôi cũng phải tận mắt thấy cô biến mất khỏi đây thì mới được cầm lấy cái này và đi đi coi như là tôi bù đắp cho tai nạn ba năm trước nguyệt cầm lấy tấm vé máy bay và lá thư nước mắt đã trực trào dâng lên. Điều này chẳng khác nào cô đem tính mạng của bố và tình yêu của mình ra bán cả. Trái tim cô như thể bị cào xé, vần vò. Tất cả đều là vì người phụ nữ trước mặt. Nguyệt quyết đoán và mạnh mẽ đột nhiên biến đâu mất. Chỉ còn lại một cô gái mềm yếu, hứng chịu sự dài vò và chà đạp của người khác mà không thể đáp trả. Cô đã muốn buông bỏ, nhưng ngay cả đến khi cô chấp nhận ra đi người phụ nữ này vẫn muốn dẫm lên cô một nhát. Có lẽ đó là thú vui của người giàu có, hoặc là của những người luôn cho rằng mình đứng cao hơn người khác một bậc. Nguyệt nhẫn nhịn, nở nụ cười. Bác cứ yên tâm, lần này cháu sẽ không xuất hiện trước mặt bác và con trai bác nữa đâu. Bà Hoang nhíu mày, không hiểu sao Nguyệt lại đồng ý nhanh như vậy. Hiểu được ánh mắt thăm dò của bà, Nguyệt bật cười cháu thật sự không muốn ở lại. Hôm qua là do cháu nhất thời nóng giận, cháu suy nghĩ kỹ rồi. Ở lại đây cũng chỉ gây ra nhiều rắc rối mà thôi. Có điều, xin bác hãy để yên cho xăm, cháu không muốn anh ấy vướng vào những chuyện này. Nguyệt nói xong thì cúi đầu chào bà Hoang rồi rời đi. Cô chạm mặt Đức ở ngoài cửa, nhưng chẳng thèm ngẩng đầu lên. Đức nắm lấy cánh tay cô kéo lại. Anh đã nghe thấy hết những gì cô nói Nguyệt bỏ đi ư Anh mất bao nhiêu công sức Mới có thể tìm thấy cô Vậy mà cô nói bỏ đi là đi hay sao Tại sao cô lại lạnh lùng với anh như thế Nguyệt hất tay anh ra Bỏ đi mà chẳng nói thêm lời nào Con đừng có mở vấn vương nữa Ngoan ngoãn Về làm giám đốc công ty đi Cuộc đời con đã được định sẵn như thế rồi Bà Hoang cất tiếng Từng câu từng chữ như cào vào lòng anh Mẹ đã nói gì với cô ấy vậy? Mẹ chỉ cho cô ta cơ hội đổi đời thôi. Thế là đã bố thí lắm rồi. Đức đạp lên cánh cửa kính khiến cho nó vỡ toàn. Bà hoang giật mình, hoảng hốt nhìn xuống chân con trai mình. Vài mảnh thủy tinh găm vào chân khiến máu chảy không ngừng. Còn bị điên rồi hả? Sao lại làm như vậy chứ? Bà hoang vội cú xuống, run rẩy vươn ta ra trước vết thương trên chân Đức nhưng lại không dám chạm vào. Đức đẩy cánh tay của bà ra. Mẹ thôi đi, đừng làm như thể đã ban ơn cho cô ấy. Cũng đừng làm như thể mẹ yêu thương con lắm. Đừng làm như mẹ chẳng hề có tội gì. Anh vứt xuống trước mặt bà Hoang vài tấm ảnh và một tập hồ sơ. Đó là những tấm ảnh anh nhận được từ trước về tai nạn của Nguyệt. Bà Hoang cầm nó lên xem, không giấu được vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt. Đây là tai nạn năm đó ai là hung thủ chắc còn không cần phải nói rõ lại cho mẹ nữa đâu đúng không trên tập hồ sơ còn dính vết máu ở dưới đất bên trong là giấy chứng nhận biển số xe gây tai nạn chủ nhân của chiếc xe không ai khác mà chính là bà hoang Vài tấm ảnh nhòe nhòe nhưng cũng chẳng giấu nổi vẻ mặt đắc thắng của bà lúc đó đức hít sâu một hơi quay lưng đuổi theo nguyệt mặc cho bà hoang gào khóc và gọi tên anh ở phía sau khi anh chạy ra đến đường lớn thì Nguyệt đã lên taxi và rời đi rồi. Đức đứng bên vệ đường, bộ dạng nhét nhát, ống quần rách tươm và đầy máu. Anh tức giận nhưng chẳng thể làm gì được. Rõ ràng anh lại một lần nữa để tuột bức cô khỏi tầm tay anh. Nguyệt ngồi trên taxi, cô chẳng biết đi đâu lại không muốn về nhà lấy đồ. Đơn ly hôn cô đã để sẵn trên bàn rồi lúc này cô có thể biến mất luôn cũng được. Hay là cứ như vậy mà ra sân bay thôi nhỉ? Dù sao, cô cũng chẳng có mặt mũi nào mà nói lời từ biệt với Sam. Nguyệt cuối nhìn tấm vé máy bay trong tay, điểm đến là Hàn Quốc, thiên đường giải trí của châu Á. Cô bật cười, bà Hoang đúng là rất biết chọn, cũng rất có tâm, chọn một nơi mà ít ra cô còn có thể sống và làm việc được. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên. Nguyệt hơi ngạc nhiên khi thấy Thư gọi điện cho mình. Khi ra đến quán cà phê, Thư đã ngồi sẵn chợ đó. Nguyệt ngồi xuống, cố làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô luôn như vậy, dù có gặp phải chuyện gì cũng vẫn trưng ra vẻ mặt bình thản. Khó trách sao Thư vẫn luôn có hiềm khích với cô, nói rằng cô là người không có tình cảm. Sao cô lại muốn gặp tôi vào lúc này? Thư nhìn Nguyệt, vẻ mặt đầy khinh bỉ và hằn học ngay lúc này người cũng đoán được lờ mờ vấn đề thư quăng lên bàn một lá đơn đó là đơn kiện tội lừa đảo và làm giả giấy tờ bị cáo không ai khác chính là nguyệt cô biết từ khi nào ngay từ đầu tôi đã bán tính bán nghi tại sao cô lại vội vàng kết hôn với sâm như thế cậu ta là con người ngay thẳng lại cả tin ngu ngốc để bị cô lừa tôi sớm đã nhìn thấu cô rồi Nguyệt cười nhẹ một cái, uống một ngụm trà. Cô đã biết vậy thì sao còn không ngăn cản anh ấy? Cản được, tôi đã cản từ lâu rồi. Ai bảo cậu ta quá ngu ngốc cơ chứ? Thư tỏ vẻ hờn giỏi. Nguyệt cảm thấy buồn cười trước phản ứng của Thư. Hẳn là cô ấy phải thích xăm lắm thì mới quan tâm đến anh như vậy. Người như cô ấy mới dành cho xăm chứ không phải là cô. Nguyệt cầm lấy tay Thư Cô thích anh ấy đúng không? Tôi... tôi... Thư ngập ngừng. Chuyện này làm sao mà nói ra được? Tôi sắp đi rồi. Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Thư, nói bằng cả tấm lòng mình. Thư ngạc nhiên, cô không ngờ rằng Nguyệt lại làm thế. Cô đừng cho rằng bỏ đi thì sẽ trốn được tội. Tôi quyết không bỏ qua đâu. Tôi không dễ bị lừa như xăm. Tôi không nói dối. Tôi sẽ trả lại xăm cho cô, Nguyệt bần thần trước lá đơn ly hôn một hồi lâu, rồi tự bật cười. Cô chợt nhớ ra là mình chẳng cần đến nó, vì cô đâu có thật sự kết hôn với Sam. Nguyệt xé đôi tờ đơn, vứt vào thùng rác, rồi kéo vali rời đi. Khi vừa ra đến cửa nhà, thì cũng là lúc Sam trở về. Nguyệt ngỡ rằng mình sẽ đi mà không từ biệt gì cả, nhưng cô lại gặp anh trong tình cảnh này. Nguyệt cúi đầu trở nên lúng cuốn cô không biết làm thế nào để đối diện với anh, nhưng sâm cũng không làm khó cô. anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi đi thẳng vào trong nhà. nguyệt tự cười với chính mình. lúc anh yêu cô, thương cô, cần cô, thì cô chẳng thèm coi trọng. bây giờ cô chẳng còn tư cách gì mà đòi hỏi tình cảm vấn vương hay là một lời tạm biệt ở anh. nguyệt cúi đầu nước mắt tự dưng rơi xuống. Cô đã hứa với mình rằng sẽ không khóc, nhưng bây giờ cô không kìm được. Hóa ra, những năm tháng qua, Sâm đã từ từ đi vào trong lòng cô, chiếm một vị trí từ bao giờ. Nguyệt lao nước mắt, dứt khoát kéo vali rời đi. Trên phòng, Sâm đứng trước tấm cửa kính, khé vén rèm cửa lên và nhìn theo bóng hình cô. Anh cũng cảm thấy đau nhói ở đâu đó trong tim. Rõ ràng là yêu cô đến thế, nhưng cũng lại hận cô đến thế sâm ngồi bệt xuống sàn gục đầu vào tay anh biết làm gì bây giờ anh thấy mình thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng đợi chờ lại có thể khiến mọi thứ trở nên ổn thỏa và anh cũng thật hèn hạ khi năm đó chấp nhận kết hôn với nguyệt anh biết mười mươi nguyệt không hề có tình cảm với mình nhưng vì sự ích kỷ của bản thân anh đã trói buộc cô bên cạnh mình vì vậy anh mới để cô đi đó là sự giải thoát dành cho cô nhưng sự thật chẳng bao giờ như sách vở Cái gì mà chỉ cần em hạnh phúc Hiện tại anh đang cảm thấy đau lòng đến mức muốn chết đi Anh nhớ cô, anh yêu cô Anh chạy tới tủ quần áo Muốn tìm kiếm nguyệt nơi đó Nhưng cô đã mang tất cả đi rồi Cả tủ quần áo rộng lớn Bây giờ chỉ còn lại mấy chiếc áo sơ mi Và quần dài của anh Sầm tức giận Vơ tất cả mọi thứ và ném xuống đất Quần áo của mình tấm chân hai người từng đắp chung chiếc bình thủy tinh mà người thích nhất vài món đồ cô trưng bày vài quyển sách cô hay đọc sâm ngồi phịch xuống đất giữa hàng đống mạnh thủy tinh chẳng thèm quan tâm xem mình có bị thương hay không và thở hổn hển sau khi đã phá tan căn phòng từng là của hai người cuối cùng anh nhìn thấy một tờ giấy được để trên bàn trang điểm được chặn lại bằng lọ phấn rơm anh run rẩy cầm lọ phấn lên siết chặt lấy nó áp vào ngực mình nguyệt luôn dùng phấn rơm thay cho các loại đồ trang điểm và nước hoa nước mắt rơi xuống gò má của sâm có phải anh đã làm sai rồi không sâm cúi đầu đọc bức thư mà nguyệt để lại cho anh cô nói với anh rằng anh không làm sai điều gì cả người có lỗi là cô cô đã làm khổ nhiều người vì cô là vận rủi đi đến đâu cũng khiến người khác đau lòng vì thế nên cô phải rời đi. Cô không mong anh tha thứ cho mình, nhưng hy vọng anh sẽ hạnh phúc. Vì bên cạnh anh còn có người khác yêu thương anh hơn, trân trọng anh hơn. Sâm đau đớn và bực tức, anh bóp nát lọ phấn rơm khiến cho phấn trắng văng ra. Cô đã không yêu anh, đã lừa dối anh, rời bỏ anh, rồi lại còn muốn sắp xếp cuộc sống cho anh luôn ư. Đức ngồi bên ghế sofa, co một chân lên ghế lật miếng vải quần ra mảnh kính găm vào chân tạo thành vết thương sâu hắm máu đã ngừng chảy nhưng vết thương trông thật kinh khủng anh nghiến răng giật mảnh kính ra khỏi chân rồi xử lý vết thương đơn giản cồn lạnh ngắt đụng vào vết thương thì như phải bỏng rát buốt và xót xa đứt cắn răng tự ngủ rằng cái vết rách tí tẹo cỏn con này chỉ là mũi cắn anh nhớ đến năm đó mình cũng bất cẩn và bị thương. Nguyệt chăm sóc anh cẩn thận, tỉ mỉ, còn thổi qua vết thương cho anh khỏi đau. Hiện tại, vết thương này của anh là vì cô mà ra. Không chỉ có nó, mà cả cái lỗ hỏng trong tim cũng là vì cô. Đức cụp mắt xuống. Đúng lúc này, bà Hoang trở về, kéo theo một cô bác sĩ. Bà vội vàng kéo cô về phía ghế sofa. Nhanh lên, nhanh lên, chân nói chảy máu nhiều lắm, nhưng mà lại không chịu đi bệnh viện. Đức thở dài. Mẹ anh lúc nào cũng đem lại những rắc rối khiến anh khó chịu. Anh nhăn nhó, đứng dậy định bỏ đi, nhưng lại đau đến mức không đi nổi. Anh vừa rửa vết thương bằng cồn, nói không đau thì là nói dối. Mặc dù có thể chịu được, nhưng chân đã tê dại bất cảm giác. Con ngồi yên đấy, con mà đi, mẹ chết cho con xem. Bà hoang lạnh lùng lên tiếng uy hiếp anh sẵn cân bực đức giơ tay gạt đổ hết đống đồ trên bàn xuống đất bao gồm cả mảnh kính vỡ dính máu mấy cục bông băng và lọ sắt trùng nước chảy lên láng dưới sàn bà hoang giật mình lùi ra phía sau Con muốn chống đối mẹ à đúng thế đấy bao giờ mẹ mới thôi kiểm soát cuộc đời của con đầu tiên là công việc rồi đến tình cảm tất cả mẹ đều phá nát nó đấy là cách mà mẹ yêu thương con đấy à không phải đâu Mẹ chỉ yêu mẹ và yêu đóng tiền của bố thôi. Đức tức giận gào lên. Bà Hoang không nói nên lời, không ngờ con trai mình lại trở nên như vậy. Còn mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Bà quay sang cô bác sĩ, phiền cô chăm sóc nói giúp tôi. Nói rồi, bà đi lên phòng, Đức bực bội ngồi xuống ghế, thở hồng hộc. Cô bác sĩ không nói nhiều lời, để cấp y tế lên bàn, ngồi xuống trước mặt anh, cô vừa xử lý vết thương vừa khẽ cười đức nhíu mày cô cười gì tôi cười vì anh thật là trẻ con tôi mà trẻ con thế thì ai là người lớn bà ấy chắc hay là cô đức chẳng thèm để ý đến cô bác sĩ to tiếng điều này càng khiến anh trông giống như một đứa trẻ hơn cô bác sĩ lại càng cười tận cô làm ơn đừng có cười nữa đấy anh thấy chưa rõ ràng là trẻ con tôi nói này chẳng có việc gì có thể giải quyết trong cơn nóng giận cả nên nếu anh muốn mọi thứ theo ý mình thì phải từ từ mà lựa cô bác sĩ giơ lọ thuốc sắc trùng lên trước mặt đức anh thấy gì đây không thuốc sắc trùng không phải ý của tôi là đây là nước khi ở trong lọ thì nó có hình dáng của cái lọ vừa nói cô vừa tưới nó vào vết thương trên chân đức anh rú lên như là bị chọc tiết nhưng khi đổ nó ra, nó thành dòng nhỏ len lỏi vào vết thương quanh và rửa sạch từng tí một. Đức không hét nữa. Cô ấy nói đúng, không thể nóng vội được. Cô bác sĩ băng bó cho anh xong, đưa cho anh một tấm danh thiếp và một tờ giấy với dãy số dài ngoằng. "Tôi không muốn lấy số điện thoại của cô." Đức từ chối không nhận. Cô bác sĩ bỏ tờ giấy và danh thiếp lên bàn. Danh thiếp là để anh lần sau gọi cho tôi đến điều trị. Và số kia là số tài khoản. Anh chuyển tiền vào đó cho tôi, chứ tôi có làm không công đâu. Cô bác sĩ vừa nói vừa cười, sách cấp y tế và rời đi. Đức cao có, nhìn xuống tấm danh thiếp, thấy tên của cô ba chữ, phong đơn giản, chẳng trang trí gì nhiều, Đỗ mai hương. Xong cứ thế ngồi trong phòng, chẳng thèm quan tâm đến thời gian, căn phòng ngổn ngang, Điều là mảnh vỡ của ký ức và là của mối quan hệ giữa anh với nguyệt đột nhiên đèn phòng bật sáng thư đứng trước cửa phòng thấy bộ dạng thê thảm của sâm thì không khỏi đau lòng cô vội chạy đến đỡ lấy anh sâm nhìn thấy thư thì càng trở nên cáo giận từng câu trong thư của nguyệt cứ văng vẳng bên tai bên cạnh anh còn có người khác yêu thương anh hơn trân trọng anh hơn sâm hất tay thư ra Sao cậu lại đến đây? Nguyệt nhờ tôi đến chăm sóc cậu. Thư ngập ngừng, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Sâm, cô cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng cô vẫn cầm lấy tay anh. Cậu được có thế nữa được không? Tôi thế nào? Tôi đã hiểu nhầm. Thư ấp úng một lúc mới nói được. Đức là người yêu cũ của cô ấy. Cả hai người họ có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Nguyệt bỏ đi và kết hôn với cậu Nguyệt không ngoại tình Nhưng chuyện cô ấy không yêu cậu thì là thật Cậu tỉnh táo lại đi Cô ấy đã ra nước ngoài Muốn tự bỏ và làm lại từ đầu rồi Sao cậu còn ngồi đây Rồi chìm đắm trong những chuyện đã qua như thế Sầm trừng mắt nhìn Thư Anh hất tay cô ra nổi điên Cậu nói cái gì Nguyệt đi đâu Ai cho phép cô ấy rời khỏi tôi như thế Sầm vơ lấy chìa khóa xe Chạy ra khỏi nhà Thư chạy theo anh lo lắng Sâm định đi đâu vào giữa đêm khuya thế này Nguyệt ngồi ở sảnh chờ trong sân bay Cô cứ mãi nhìn về phía cửa Đợi chờ một ai đó đến Và níu kéo cô Mặc dù cô là người sai lầm Nhưng vẫn hy vọng rằng Sâm có thể tha thứ cho mình Thế nhưng cả sảnh chờ Người qua người lại rất đông Phía cửa ra vào tuyệt nhiên Không có bóng dáng quen thuộc của Sâm Nguyệt cúi đầu Cô khiến cho anh đau lòng như vậy mà vẫn còn muốn được tha thứ ư thật là buồn cười tiếng thông báo của sân bay vang lên nhắc nhở nguyệt đã đến lúc phải hoàn toàn buông bỏ rồi sâm lái xe như điên vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ tất cả những gì trong đầu anh hiện tại là phải đến được sân bay càng nhanh càng tốt anh phải gặp nguyệt anh không thể để cô rời đi tiếng còi xe in ỏi các lái xe khác bất mãn đánh đường nhưng sâm không quan tâm một luật sư mẫu mực như anh, một người nghiêm túc như anh, cũng có ngày vì một cô gái mà phá hết mọi luật lệ. Sam kết nối điện thoại, gọi điện cho Nguyệt. Tiếng chuông điện thoại vang lên, những tiếng túc 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 thật dài ca vào lòng anh, khiến anh ngứa ngái ruột gan. Cuối cùng, Nguyệt cũng chỉ bắt máy. Ngay lúc chuẩn bị đi thì điện thoại của Nguyệt vang lên tiếng chuông quen thuộc. Cô từng cài riêng cho Sam chuông điện thoại hóa ra tình yêu của cô dành cho anh đã nhen nhóm từ lâu mà cô chẳng hề phát hiện ra cô nhìn màn hình đề tên sâm không biết có nên nghe máy hay không lưỡng lự hồi lâu dù sao cũng nên nói lời tạm biệt nguyệt gạt điện thoại sang nút nghe màu xanh em là gì mà dám điều khiển anh như chơi một trò chơi em là gì mà còn dám sắp xếp cả cuộc đời của anh như thế anh nói cho em biết nếu như em là người bắt đầu nó thì em cũng phải là người kết thúc nó. anh không cho phép em đi đâu cả. em phải ở đây, em phải yêu anh, rồi anh sẽ dạy dò em như em đã làm với anh. giọng của sâm như vỡ òa, à. nguyệt nghe rõ cả tiếng khóc của anh. ở lại ư? cô làm sao có thể ở lại được? sau khi đã làm ra bao nhiêu chuyện chẳng hay ho gì như thế? em xin lỗi, sâm, em xin lỗi, em phải đi rồi. ai cho em đi? Anh không cho phép em đi Xăm gào lên trong điện thoại Ngày sau đó Nguyệt nghe thấy tiếng đổ vỡ Tiếng còi xe ô tô Thanh âm sắc lẹm cắt qua tay cô chắc chúa Và rồi điện thoại bị tắt phục Nguyệt hoảng hốt Xăm Anh ấy bị làm sao rồi Anh ấy bị tai nạn ư Nguyệt vội vàng quăng vali lại sân bay Chạy về phía cửa Chiếc vali cùng tấm vé máy bay Nằm chỏng chơi giữa sảnh chờ vắng hoe chuyến bay của cô đã cất cánh, cô chẳng thể đi đâu được nữa. Khi Thư đuổi theo đến nơi thì tai nạn đã xảy ra. Chiếc ô tô của Sâm bị lộn ngược, đầu xe bị đâm nát. Anh nằm kẹp giữa hai chiếc ghế, đầu chảy đầy máu. Thư vội vàng theo xe cấp cứu của anh vào bệnh viện. Nguyệt cũng đến ngay sau đó. Nhìn thấy cô, Thư nổi điên lao đến, túm cổ áo cô và tắt cô một cái. Cô nhìn đi, nhìn xem mình đã làm gì anh ấy. Sao cô không để cho anh ấy được yên ổn đi hả? Nguyệt im lặng, cô không nói được gì cả. Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng đỏ, xăm vẫn đang nguy kịch. Nguyệt rối tung lên. Cô phải làm gì bây giờ? Một vị bác sĩ đi ra khỏi phòng, cả Thư và Nguyệt đều chạy lại phía ông. Bệnh nhân có dấu hiệu bị chấn thương não nặng, mất khá nhiều máu. Ai có nhóm máu B? Thư vội giơ tay lên. Tôi, Bác sĩ phân phó một y tá đưa thư đi lấy máu, rồi quay sang phía nguyệt. Còn cô? Tôi... tôi là người nhà bệnh nhân. Cô phải chuẩn bị tinh thần. Anh ấy bị tai nạn khá nặng, gãy xương sườn, não bị tổn thương và tổ máu. Chúng tôi phải phẫu thuật ngay, rủi ro 50%. Cô có chấp nhận không? Nguyệt run rẩy. Cô nên làm gì đây? Phải làm sao để cứu xăm? Cô còn chẳng có đủ tiền để trả cho cuộc phẫu thuật này không còn thời gian suy nghĩ đâu cô phải quyết định ngay đi chậm một phút có thể sẽ chẳng cứu được anh ấy nữa nguyệt cú lên nghĩ đủ mọi phương án để cứu sâm bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy vai cô chúng tôi xin được hỏi ý một phút nhé bác sĩ đức nói xong thì kế nguyệt ra khỏi hành lang đi được một đoạn nguyệt giật tay ra khỏi tay anh anh đến đây làm gì tất nhiên là để giúp em rồi Nguyệt hàng học nhìn anh, giúp tôi, anh định giúp tôi kiểu gì? Anh không có nhóm má bê, anh cũng không có khả năng chữa trị của thần y, nhưng anh có thừa tiền để cứu chồng cũ của em trong lúc nguy cấp này, đồng thời có thể suy nghĩ đến việc mời bác sĩ giỏi nhất về chỗ cho anh ta, tránh để lại di chứng sau này. Anh Nguyệt phun ta lên, định tác đứt, cái vẻ cợt nhả quanh khiến cô muốn điên lên nhưng Đức đã nắm lấy cổ tay cô. Sao nào? Em chỉ có một phút để suy nghĩ thôi đấy. Bác sĩ nói rồi, chậm một phút có thể sẽ chẳng cứu được anh ấy nữa. Nguyệt thở hắt ra. Anh muốn dở tôi. Anh muốn em kết hôn với anh. Nguyệt sững người. Đúng là anh ta chẳng hề từ bỏ. Anh ta luôn là người nói được làm được. Nguyệt chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa. Cứu xăm mới là việc quan trọng nhất hiện giờ cô gật đầu tất cả cùng ngồi chờ ở ngoài cửa phòng phẫu thuật nguyệt im lặng cô biết mình lại vừa đâm thêm một nhát dao chí mạng nữa vào trái tim sâm nhưng chỉ cần anh còn sống thế là được rồi đèn phòng phẫu thuật tắt nguyệt và thư vội đứng bật dậy vị bác sĩ tháo khẩu trang gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn mừng rỡ gật đầu với cả hai anh ấy đã qua cơn nguy kịch hiện tại sẽ chuyển vào phòng theo dõi Nguyệt thở phào, định đi theo bác sĩ thì Thư đã cản lại. Cô lấy từ cách gì mà đi thăm anh ấy? Nguyệt cúi đầu nhìn theo Thư cùng với giường bệnh của Sâm. Nguyệt kiển chân lên nhìn Sâm. Anh ấy tiều tụy, tị, đầu quấn kính băng trắng, miệng lấp ống thở. Tất cả những thứ đó đều là do cô mà ra. Cô nhìn theo giường bệnh cho đến khi tất cả bọn họ khuất hẳn sau hành lang cả hành lang trống trơn không một bóng người đức cầm lấy tay cô khẽ vuốt ve cô ấy nói đúng rồi đấy bây giờ em với anh ta chẳng còn mối quan hệ gì nữa đi thôi đi đâu về nhà em đừng quên chúng ta sắp kết hôn đấy thư túc trực bên giường bệnh cả một đêm bất cứ động tĩnh nào của sâm cũng khiến cô giật mình tỉnh khỏi cơn mơ màng và trở nên khẩn trương chưa bao giờ cô thấy đêm lại dài như vậy. Sâm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Máy đo nhịp tim phát ra tiếng bíp bíp đều đều, cùng với máy xong trước mũi phủ đầy hơi nước. Thường lo lắng, có khi nào Sâm sẽ không tỉnh lại mà cứ mãi như vậy hay không? Cô nắm tay Sâm, bàn tay anh lạnh ngắt, chẳng có tí sức sống nào. Tôi xin lỗi vì sự nông nổi của mình mà cậu thành ra thế này thư thì thảo bên tay sâm, tôi xin lỗi, yêu cậu là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Ngay lúc này cô chỉ muốn anh tỉnh lại, tất cả những chuyện khác chẳng hề quan trọng. Anh có yêu cô hay không, có tự bỏ nguyệt hay không, đều không còn cần thiết nữa. Mặc dù cô còn chưa chính thức bước vào một cuộc tranh đấu nào để giành lấy anh, nhưng cô thừa hiểu rằng đó chỉ là thừa thải. Nếu như sâm không yêu cô thì hà cớ gì cô phải bài trò làm loạn chiếm lấy sự chú ý của anh chứ chỉ cần anh sống tốt vui vẻ và hạnh phúc thì cô sao cũng được mau tỉnh lại đi tôi nhất định sẽ không làm phiền cậu nữa chúng ta sẽ lại là bạn thân như trước có được không tình cảm của tôi hãy coi như nó chưa bao giờ tồn tại đi tôi chỉ cần cậu được bình yên thôi thư hối hận vì những gì mình đã làm đáng ra cô không nên cho Sâm biết về bí mật của Nguyệt. Đáng ra cô nên im lặng để Nguyệt rời đi, thế thì tất cả mọi chuyện đều sẽ lắng xuống. Sâm vẫn chẳng hề có động tĩnh gì. Thư bật cười, thế mà cô còn hy vọng đây chỉ là một bộ phim truyền hình. Theo lẽ thường, ở cảnh này Sâm nhất định sẽ động đậy ngón tay và từ từ mở mắt ra chứ. Nhưng Thư đâu phải nữ chính, Sâm cũng không phải người đàn ông của cô cho nên anh vẫn cứ nằm yên ở đó thở đều. Bác sĩ khẽ gõ cửa phòng bệnh kiểm tra thường nhật, cứ nửa tiếng lại có người vào kiểm tra bệnh nhân một lần. Thư vội túm lấy tay vị bác sĩ khẩn cầu, xin bác sĩ nói cho tôi biết tình trạng hiện giờ của anh ấy sao rồi à? Vị bác sĩ hạ kính trợn xuống, dường như có điều muốn nói mà lại không nỡ nói ra. Thư biết rằng đây chẳng phải chuyện hay ho gì người nhà bệnh nhân phải chuẩn bị tinh thần bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng có tỉnh lại được hay không thì còn phụ thuộc vào ý chí của anh ấy thế nhưng chúng tôi thấy rằng bệnh nhân không hề muốn tỉnh lại thư cuốn lên gấp gáp bấu chặt lấy tay vị bác sĩ như thế là sao ạ à? anh ấy sẽ sống thực vật như thế ư bác sĩ thở dài thường thược gật đầu ngập ngừng một lúc ông nói thêm cô cần phải khơi dậy ý chí cho anh ấy nói chuyện với anh ấy hàng ngày làm bất cứ thứ gì để anh ấy có ham muốn được sống tiếp anh ấy nghe được tôi nói gì sao đúng vậy đây là trạng thái hôn mê tạm thời bệnh nhân hoàn toàn có thể nghe được xung quanh cảm nhận được xung quanh nhưng không tỉnh lại được bác sĩ vỗ vai thư cô phải cố lên nói xong bác sĩ cũng rời đi Thư cảm thấy choáng váng ngã xuống sàn. Bác nãy, sau khi truyền cho Sâm một lượng lớn máu để hoàn thành ca phẫu thuật, cô đã vội vã chạy theo Sâm đến phòng theo dõi. Rồi cô lại ngồi trong anh cả đêm, không ăn uống gì cả. Vì thế mà khó tránh khỏi ngã xuống thế này. Thư vịnh tay vào thành giường đứng dậy. Cô phải khỏe mạnh thì mới chăm sóc được cho Sâm. Nguyệt theo Đức trở về nhà của anh ta. Một căn hộ cao cấp nằm ở khu biệt thự ở ngoài thành suốt chọc đường trở về nguyệt như con búp bê rối vô hồn mặc cho đức kéo đi đâu thì cô đi đấy cô bồn chồn không biết xăm hiện tại thế nào rồi đức pha một cốc sữa nóng đưa cho nguyệt cô vẫn ngồi đờ ra đó không có phản ứng gì cả đức tỏ ra khó chịu anh biết cô vẫn đang nghĩ đến xăm anh ghen tị đức đặt cốc sữa xuống bàn nắm lấy cổ tay nguyệt lôi cô đi anh bỏ tôi ra Anh đưa tôi đi đâu vậy Đức không nói không rằng Kéo Nguyệt vào phòng ngủ Đẩy cô ngã xuống giường Anh quỳ trên giường Bắt đầu tự cởi áo mình Nguyệt hoảng hốt Anh đi à Anh muốn làm gì Nguyệt nhảy xuống khỏi giường Chạy ra phía cửa Khi cô kịp cầm lấy tay nắm cửa Thì Đức đã đuổi theo Anh đập tay lên cửa Làm cho nó đóng sầm lại Đức nhìn xuống gương mặt sợ hãi của Nguyệt trông anh như một con thú với đôi mắt đỏ ngầu đức nghiến rằng khuôn ngực rộng và cứng nhắc ép sắt lấy nguyệt khiến cô chẳng còn không gian để thở nguyệt hít một hơi quay mặt sang một bên sao lại bỏ chạy em không nhớ là đồng ý với tôi điều gì sao tôi đồng ý kết hôn với anh chứ không đồng ý yêu anh đức cúi sát xuống kề môi bên môi nguyệt nhưng anh chưa hôn cô, hơi thở nóng rực của Đức phả vào mặt Nguyệt, nhắc nhở cô rằng mình đã chấp nhận điều gì. Em đồng ý kết hôn thì đừng có hối hận, chẳng phải vợ chồng thì vẫn làm những chuyện này với nhau hay sao? Chúng ta đã từng làm thế bao nhiêu lần, sao lại tỏ ra như lạ lắm vậy? Nguyệt đẩy Đức ra, nhưng cơ thể anh cứ dính sát lấy người cô, Nguyệt bất lực cúi đầu. Đức nắm lấy cằm Nguyệt, kéo lên, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. nhớ lấy, anh không ép buộc em phải yêu anh, chỉ cần em ở bên cạnh anh, còn anh sẽ đợi em đến khi em thật sự yêu anh. tức bu cô ra, anh đi đến bên bàn làm việc của mình, lấy ra một tờ đơn và một cái bút đưa cho Nguyệt. em đọc cho kỹ rồi ký đi. anh cần phải chắc chắn rằng em sẽ không lừa anh, bất ngờ bỏ đi một lần nữa. Nói rồi Đức rời khỏi phòng Nguyệt ngồi sụp xuống đất Cô dựa đầu vào cửa Cố kiệm nén nước mắt không rơi Trong tay là một cái hợp đồng hôn nhân Điều kiện trao đổi Là cơ hội được sống Và bình phục hoàn toàn của Sâm. Cô đã làm gì thế này Tự dồn mình vào bước đường cùng Bế tắc Không có cách nào giải thoát Đồng thời còn phá hỏng cuộc sống bình yên Của bao nhiêu người đầu tiên là bố rồi đến sâm và cả thư sau bao nhiêu năm cô vẫn cứ ngu ngốc như vậy nguyệt siết chặt cái bút trong tay ký tên lên hợp đồng mà chẳng thèm đọc lấy một chữ dù sao chuyện cũng đã xảy ra cô chẳng còn cách nào khác thay vì ngồi kêu gào khóc lóc chi bằng tìm cách giải quyết mọi việc ổn thỏa cho xong bắt giúp việc bê một hai đồ ăn vào phòng ngủ để lên bàn cô ăn đi cho nóng đừng có nhịn nữa nguyệt liếc nhìn đống đồ ăn đều là những món cô từng rất thích nhưng sau khi chia tay với đức thì không bao giờ ăn nữa đức đã dặn dò bảo vệ phải canh ở cửa nghiêm ngặt không cho cô ra ngoài mấy ngày qua anh ta sai người đi chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của họ ngay cả phái cưới cũng được bưng đến tận nơi cho cô chọn nguyệt ngay cả liếc nhìn cũng không thèm tùy ý chọn một vài thứ rồi đuổi hết mọi người đi. Bụng Nguyệt réo lên, quảng thắt, vì đã mấy ngày nay cô chưa ăn gì, nước cũng chẳng thèm uống. Cô nhìn bác chức việc, rồi lại im lặng rút vào trong chăn. Bác chức việc thở dài, lắc đầu rồi ra khỏi phòng. Nguyệt xuống khỏi giường, lại gần chiếc váy cưới. Đó từng là kiểu dáng mà cô thích. Tai áo bằng lụa, phủ ren trắng muốt, thân dưới xòe ra trông như váy công chúa. Hiện tại nhìn thấy nó, cô bỗng cảm thấy chiếc váy này giống như một cái cùm chân khóa chặt lấy chân cô. Cô mãi mãi sẽ chẳng thể có được tự do mà mình muốn. Nguyệt sờ lên vải rồi mạnh mẽ giật đứt từng mảnh xuống. Trong phút chốc, chiếc váy đẹp đẽ lộng lẫy biến thành mớ dễ rách. Từng hạt ngọc châu theo trên váy rơi xuống, vương vãi khắp nơi. Nguyệt nổi điên, vừa la hét vừa xé váy bàn tay sượt qua những đường chỉ sắc lẹm, chảy máu lúc nào không hay. Đức vội vàng ôm chặt lấy cô từ phía sau, không cho cô làm loạn. Anh cầm chặt lấy bàn tay bị thương của cô, không để cô tiếp tục va vào đâu đó. Em bị điên à? Bình tĩnh lại đi. Tôi điên đấy thì sao? Không phải lại do mẹ con anh bức bố tôi đến điên hay sao? Anh là đang bù đắp cho em. Nguyệt cười lớn, Bụ đắp ư? đẩy cô vào đường cùng, rồi lại trói buộc cô bên cạnh, thế mà gọi là bù đắp ư? Anh cút đi! Nguyệt cựa quậy người, cố gắng đẩy đứt ra, nhưng anh càng gồng người lên ôm chặt lấy cô. Anh sẽ cút. Đợi anh chết rồi anh sẽ cút. Nhưng từ giờ cho đến lúc đấy, anh phải có được em. Anh yêu em mà Nguyệt. Nguyệt khóc không thành tiếng, cô thì thào: yêu tôi nhưng bây giờ tôi lại không yêu anh, tôi yêu anh ấy mất rồi. Xăm sao? đừng có đùa tôi. Nếu em yêu anh ta, thì tại sao đến giờ em vẫn giữ chiếc nhẫn đính hôn mà tôi tặng? Đức vừa nói vừa nắm lấy chiếc dây chuyền trên cổ Nguyệt giơ lên. Nguyệt sững người. Cô cũng không biết tại sao cô vẫn còn đeo nó. Thư ngồi bên giường bệnh xoa so bớt cánh tay và chân cho sâm Cô vừa xoa bóp vừa trò chuyện với anh Ngày nào cũng như vậy Cậu nhớ ngày xưa đã hứa gì với tôi không? Cậu đã hứa chúng ta sẽ làm bạn suốt đời. Nhưng mà tôi lại lỡ phá vỡ lời hứa đó trước. Sau đó cậu làm tôi tổn thương lắm cho nên chúng ta hòa nhé. Cậu mau tỉnh lại đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết thôi. Sâm vẫn nằm yên, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Đã gần một tháng trôi qua, Thư lo lắng rằng anh sẽ thật sự ngủ như vậy mãi mãi. Đừng có mà ngủ như thế. Tôi không phải hoàng tử, cậu cũng không phải là công chúa ngủ trong rừng. Thế nên sẽ không có nụ hôn tình yêu đích thực nào đâu. Cậu phải mau tỉnh lại để còn đi tìm Nguyệt nữa chứ. Bác sĩ nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Thư cho rằng là đến giờ thăm bệnh nhân cho nên đứng dậy và lùi ra sau. Bác sĩ ra hiệu cho cô đi theo mình. Thư ngạc nhiên, cảm thấy lo lắng không thôi. Gần một tháng rồi, tình hình như thế này không ổn đâu. Thư cuốn lên. Mấy ngày qua, cô đã thử mọi cách, từ trò chuyện nhẹ nhàng cho đến đe dọa, kể chuyện xưa hay bị ra tin anh được thăng chức. Nhưng xăm chẳng hề có chuyển biến tí nào. Thế thì tôi phải làm sao bây giờ? Tôi đã thử mọi cách rồi. Có cách nào kích thích cậu ấy hơn không? ví dụ như vợ có thai hay là một tin gì đặc biệt khiến cậu ấy vui vẻ đó tôi nghĩ nó sẽ có khả năng cao hơn thư cúi đầu tin tức nào có thể khiến cho anh ấy vui sướng đến vậy ai có thể khiến anh ấy kích động đến mức tỉnh lại cơ chứ nguyệt vẫn luôn là nguyệt thư nhận ra mình không thể tiếp tục ích kỷ nghĩ cho riêng mình được nữa thư lấy điện thoại ra gọi cho nguyệt đức buông nguyệt ra anh giật sợi dây chuyền trên cổ cô xuống tháo ra chiếc nhẫn bạc trơn giơ lên trước mặt nguyệt nguyệt không thể trả lời được chính cô cũng không rõ vì sao cô vẫn còn đeo nó có thể do hoài niệm quá khứ có thể đó là lời nhắc nhở cô đừng có ngu dại nữa nhưng tuyệt nhiên không phải vì cô còn yêu đức đức cầm tay nguyệt lên tháo chiếc nhẫn cưới trên tay nguyệt ra thay vào đó bằng chiếc nhẫn của mình Em suy nghĩ cho kỹ đi, dù sao em cũng ký hợp đồng rồi, muốn nuốt lời cũng không được nữa đâu. Đức cầm theo chiếc nhẫn của Sâm rời khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, kèm theo tiếng khóa cửa lạch cạch. Anh ta lại nhốt cô. Khắp căn phòng bao phủ bởi bóng tối, chẳng có chút khe hở nào cho ánh sáng lọt vào. Nguyệt ngồi thẫn thờ dưới sàn, cô sợ lần đến chiếc nhẫn mà Đức vừa đeo vào ngón tay của mình ván đã đóng thuyền, từ giây phút cô viết tên mình lên cái hợp đồng chết tiệt kia rồi. Bỗng nhiên, có tiếng điện thoại vang lên. Nguyệt chợt nhận ra mình vẫn có thể liên lạc được với bên ngoài. Trên màn hình điện thoại, hiển thị số của Thư. Nguyệt vội vàng bắt máy. Cô có thể đến đây không? Anh ấy nguy kịch rồi, có thể sẽ không qua khỏi. Tiếng sấm bổ xuống, nhưng Nguyệt không mãi mai giật mình tin tức vừa rồi thư báo cho cô chẳng khác nào xét đánh cả nguyệt run rẩy thở hắt ra sâm sắp chết ư anh ấy nói rằng sẽ không từ bỏ cô sẽ bắt cô về bên mình sẽ bắt cô yêu anh và rồi dài vò cô thế mà bây giờ lại ra đi sao nguyệt dường như quên cả thở tay cô ù đi tiếng nói của thư trong điện thoại trở thành những tiếng líu nhéo méo mó mà chẳng thể nghe rõ trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại rằng xăm không qua khỏi cho nên cô phải cứu anh cô phải đến gặp anh nhưng mà đi thế nào bây giờ nguyệt nghĩ một lúc nhưng ngồi không thì chẳng thể làm gì được cả cô bắt đầu lục lọi khắp phòng tìm cái gì đó để cậy cửa ra nhưng trong phòng chẳng có gì dùng được nguyệt sờ soạn trong bóng tối một hồi mới biết được hóa ra đầu giường có một chiếc cửa sổ Đức đã đem dán lại bằng vài thanh gỗ và dùng rèm vải dày để che nó đi. Cô cố no lên phía trước để nhìn xuống, thấy được cửa sổ cách mặt đất khá xa, có vẻ như cô đang ở trên tầng 3. Nhảy xuống không phải biện pháp hay, mà kể cả khi có khả năng nhảy xuống, cô vẫn còn vài vấn đề chưa giải quyết được. Ví dụ như, làm thế nào để mở được cái cửa sổ này mà không khiến cho đám bảo vệ bên ngoài phát hiện làm thế nào để chạy khỏi đây mà Đức không nhìn thấy cô. Mưa bắt đầu trút xuống xối xả, dường như ông trời cũng muốn làm khó cô. Nguyệt thử nắm tay lên mấy thanh gỗ, kéo ra, phát hiện chúng được đóng đinh rất chắc và cẩn thận. Càng nghĩ càng rối, cô hoang mang, không biết làm thế nào. Cô không thể bỏ cuộc được, sắp đang cần cô. Nguyệt thúc vào cửa kính nhận ra mình có thể chui vừa cái lỗ hỏng giữa thanh gỗ cô vội vàng nhảy xuống đất vơ tất cả những mảnh vải có trong phòng giật đứt cả rèm cửa và xé chúng ra buộc thành một vải dài rồi buộc nó vào thanh gỗ cô nhậm tính thời gian cẩn thận sao cho khi đập vỡ cửa sổ trước khi bị đám bảo vệ phát hiện thì cô có đủ thời gian để nhảy ra ngoài và trèo xuống bằng dải dây kia tính tới tính lui cô vẫn bỏ lỡ mất một việc đó là giải dây cô buộc ngắn quá nguyệt bị treo lơ lửng cách mặt đất khoảng gần 2 mét trong khi đó đám bảo vệ đã gào lên và báo động em bị điên à em có thể bị chết đấy có biết không hả đức gào lên anh túm lấy đầu giải dây kéo lên còn đứng đấy làm gì mau kéo lên cho tôi đám bảo vệ xúm lại kéo dây về phía tầng 3 mặc trong mưa rào khiến váy ướt nhẹp và trở nên nặng trịch giải vải cũng ướt sũng và trơn tuột nguyệt cố bấu chắc vào giải vải và hét lên đừng kéo các người mà kéo tôi sẽ thả ta ra đấy em muốn gì rất lập tức dừng tay anh nhìn nguyệt treo lơ lửng giữa không trung chân không đi dép bộ váy ngủ mỏng tan ép sát vào cơ thể tôi phải đi gặp sâm anh thả tôi đi đi được tôi thả em nhưng em đừng quên ngày mai là lễ cưới nếu em không quay lại thì cả em cả anh ta đều nợ tôi nguyệt gật đầu cô đu vào sát tường bám theo vách tường và trèo xuống đức đứng im như phỏng nhìn thấy bóng dáng nguyệt đang chạy ra khỏi nhà bị màn mưa nuốt chửng trong cô như một chấm trắng nhỏ xíu cô dâu của anh lại một lần nữa bỏ chạy trước ngày kết hôn Nguyệt chạy đến đường lớn thì hai bàn chân đã sức hết cả. Cô vẫy tay bắt xe, nhưng chẳng có xe nào chịu cho cô đi nhờ. Nguyệt xông ra giữa đường, chặn một chiếc xe con lại. Xin anh, cho tôi đi nhờ về bệnh viện thành phố được không? Chồng tôi đang bị bệnh. Điên à, muốn chết sao? Tránh ra! Người đàn ông gỡ tay cô ra khỏi xe của mình rồi phóng đi. Nguyệt ngồi bệt xuống bên vỉa hè, hai bàn chân xe xác tay vẫn còn vết thương chưa được băng bó lại. Nguyệt rung lên vì lạnh, mái tóc ướt bớt lại, nhỏ từng giọt xuống vai. Chưa bao giờ cô bất lực và cảm thấy nhục nhã như vậy. Một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, chiếc xe ô tô đen bóng quen thuộc. Đức, anh ta vẫn đuổi theo cô hay sao? Sao đã nói là sẽ để cô đi cơ mà? Đức xuống xe, lấy áo khoác quàng lên người cô, kéo cô đứng dậy. Anh đã nói là sẽ thả tôi đi Nhưng không phải trong bộ dạng này Em nhìn xem Có khác gì con ma không Ai thèm kim đi nhờ chứ Quá thật Nhìn bộ dạng mình lúc này Nếu là người đi đường Cô cũng chẳng dám cho mình lên xe đâu Nguyệt mặc chiếc áo khoác Đi đôi dép mà Đức đưa cho Anh chở em đi Nguyệt biết rằng Đức chỉ đang muốn chắc chắn rằng Cô sẽ không bỏ trốn khỏi anh Nhưng giờ phút này Cô không thể cứng đầu được nữa Nguyệt lên xe của Đức để anh chở cô đến bệnh viện. Thư chờ mãi, cuối cùng Nguyệt cũng đến. Nguyệt vội vàng chạy vào trong phòng bệnh. Nhìn thấy Sâm nằm trên giường. Ống thở oxy vẫn nối vào mũi, máy đo nhịp tim vẫn chạy đều. Cô liền thở vào. Anh ấy không sao, lúc này cô mới thấy có gì đó không đúng. Sao Thư lại nói với cô rằng Sâm đang nguy kịch? Thế này là thế nào? Nguyệt truy vấn Thư thật ra anh ấy đã hoàn toàn thoát khỏi nguy kịch rồi nhưng vì chấn thương khá nặng bác sĩ nói anh ấy hôn mê sâu hơn nữa lại không hề có ý muốn tỉnh lại nếu như anh ấy ngủ quá lâu thì sẽ thư ngập ngừng bao nhiêu thì nguyệt cũng khẩn trương bấy nhiêu thì làm sao thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa trong một ngày cô hai lần nghe tin xét đánh đến được đây rồi cô vẫn không thể cứu được sâm ư. Nguyệt ngồi xuống bên giường bệnh, cô cầm lấy tay sâm bàn tay anh lạnh ngắt, như thể toàn bộ sức sống đã biến mất. Cô áp tay anh lên má mình, cố gắng truyền chút hơi ấm sang cho anh. Thế nhưng, những gì cô làm dường như đều là thừa thải. Thư nhịn xuống cảm giác khó chịu, ghen tị và đau lòng. cúi đầu đi ra khỏi phòng bệnh để cho Nguyệt và Sâm có không gian riêng. Nguyệt chẳng còn biết có chuyện gì xảy ra xung quanh nữa. Tâm trí cô lúc này chỉ có Sâm. Em xin lỗi, cuối cùng em cũng chỉ có thể nói những lời này với anh. Anh đối tốt với em như vậy, thế mà em lại khiến anh đau lòng. Em đúng là con khốn mà. Nguyệt thì thào, nước mắt lại rơi xuống tay Sâm. Cô vội vàng đưa tay lên, cưa sạch nước mắt đi, không thể để Sam biết là cô cũng đang khóc. Anh tốt với em như vậy, vậy mà em đối xử với anh chẳng ra sao. Anh tốt nhất, đừng nên di vào em nữa. Nếu không có em, cuộc đời anh sẽ tốt bao nhiêu chứ? Cả một đêm, Nguyệt ngồi cạnh Sam, thì Thảo kể cho anh nghe những câu chuyện của họ ngày xưa, rằng anh yêu cô như thế nào, rồi thì cô nhận ra mình cũng yêu anh nhiều thế nào. Có lẽ đối với Nguyệt, đây là lời tạm biệt cuối cùng mà cô dành cho sâm dù anh có tỉnh lại hay không thì sau lần gặp mặt này cả hai sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy nhau nữa em không biết phải làm thế nào anh mới chịu tỉnh lại chắc là anh không muốn nhìn thấy em nữa đúng không em biết mà nên em sẽ biến đi cho khuất mất anh em sẽ kết hôn với một người khác và rời khỏi đây nguyệt nhìn ra phía cửa cô đúng là không thể cứu được sâm nhưng còn đức anh ta thừa khả năng vì thế nguyệt cảm thấy yên tâm hơn cô vừa nói vừa cười với sâm dặn dò anh anh nhất định và tỉnh lại nhé anh phải sống còn phải sống thật tốt thật là vui vẻ để sau này lỡ như em có nhìn thấy anh thì sẽ tức ối máu luôn nếu anh muốn trả thù em thì hãy làm như vậy nhé nguyệt đứng dậy cúi người và đặt lên trán sam một nụ hôn nhẹ cô nhìn anh lần cuối cùng trước khi rời đi em yêu anh nguyệt thì thào nhưng chúng ta không thể ở bên nhau nữa rồi nguyệt nghẹn ngào cô nghĩ rằng nếu sam biết tin này anh nhất định sẽ ghét cô và không yêu cô nữa như vậy mới tốt cô đã kéo anh vào một cuộc hôn nhân rối rắm khiến cho anh tổn thương cho nên bây giờ cô phải trả lại cuộc sống yên bình cho anh nguyệt khẽ đẩy cửa phòng bệnh đức đứng ngay trước mặt cô xoe một tay ra với cô nguyệt nhìn anh ta rồi nhắm mắt và buông một tiếng thở dài trút bỏ toàn bộ những chuyện không hay ho cô đặt tay mình vào tay đức được rồi đi thôi nguyệt khẽ nói với đức như vậy đức mừng rỡ nắm chặt tay nguyệt và kéo cô đi ngoài trời đã hận sáng nhưng khí trời vẫn lạnh lẽo Nguyệt chỉ mặc một chiếc váy ngắm nước mưa Cơn lạnh đã ngắm vào da thịt Khiến cho cô rùng mình Nhưng cô nghĩ răng chịu đựng Nguyệt chạm mặt Thư ở sảnh bệnh viện Trên tay Thư là một ít quần áo Khăn mặt Đồ dùng cá nhân của Sâm Còn có một ít sách chuyện Nguyệt khẽ cười Xem ra Thư mới là người dành cho Sâm Cô ấy chăm sóc cho Sâm tỉ mỉ từng tí một Chứ không giống như cô Hết lần này đến lần khác Cha đạp lên trái tim anh. Thư đột nhiên giữ lấy cánh tay Nguyệt. Cả Nguyệt và Đức đều dừng lại. Đức thức thời chỉ ra phía cửa. Anh đi lấy xe trước. Nguyệt cực đầu với anh ta rồi quay lại nhìn Thư chờ đợi. Cô thật sự sẽ đến với anh ta sao? Thư liếc nhìn Nguyệt. Cô cho rằng Nguyệt rời bỏ xăm để đến phía Đức là vì xăm đã hết giá trị lợi dụng đã tàn phế thậm chí có khi còn chẳng thể tỉnh lại nữa thật là đáng khinh ừ chuyện đến nước này rồi tôi cũng chẳng thể ở bên anh ấy nữa hy vọng khi tỉnh lại anh ấy sẽ quên thôi đi nguyệt bật cười trước cái hy vọng dở hơi của mình quên đi một mình cô và cả những chuyện không vui mà cô đã gây ra cho anh ư dường như đó là mong muốn của một kẻ ích kỷ rõ ràng mình có lỗi mà lại muốn người ta phải quên đi những sai lầm mà mình đã gây ra cô không sợ anh ấy tỉnh lại sẽ đau lòng sao sẽ không đau vì anh ấy còn có cô mà nguyệt nhìn thư ánh mắt cầu khẩn dù rằng cô biết rằng mình chẳng cần phải buông lời cầu xin thì thư cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho sâm cô thật ích kỷ thư tức giận bỏ đi khoan đã tôi có chuyện muốn nhờ cô thư dừng bước ngoái lại nhìn nguyệt cô không cần nhờ vả thì tôi cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho anh ấy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt sâm nữa không phải tôi muốn nhờ cô tìm hiểu một chuyện về tai nạn của sâm tôi nghĩ đó không phải là vô ý thư xoay hẳn người lại nhìn nguyệt với gương mặt đầy vẻ khó hiểu cô nói gì không phải vô ý thì là có người muốn hại anh ấy nguyệt kiên quyết gật đầu từ lúc xảy ra tai nạn cô đã suy nghĩ rất nhiều tại sao anh lại bị tai nạn vào đúng lúc cô chuẩn bị rời đi tại sao đức lại xuất hiện kịp thời như vậy dù chẳng có ai báo cho anh ta về tai nạn và cả hợp đồng hôn nhân của cô với anh ta càng khiến cô hoài nghi hơn nếu như anh ta không phải kẻ chủ mưu nguyệt chẳng thể nghĩ đến một ai khác nguyệt muốn nói thêm nhưng xe của đức đã chờ sẵn ở cửa, cô đành phải trở về. Thư cứ nhìn mãi theo chiếc xe màu đen bóng, ngẩn người suy nghĩ về lời nói của Nguyệt. Đức đưa Nguyệt về nhà mình, ở nhà đã có một đội nhân viên chờ sẵn. Lúc này Nguyệt mới nhớ ra rằng mình có một cái đám cưới với Đức ngay ngày hôm nay. Em có mệt không? Anh có thể dời lễ cưới sang buổi tối, em nghỉ ngơi trước đi. Không cần đâu, cưới sớm hay muộn chẳng phải đều như nhau hay sao? Nguyệt ngồi xuống ghế sofa, ra hiệu cho đội trang điểm lại gần mình. Làm luôn đi, tôi muốn xong sớm, nghỉ sớm. Thợ làm tóc và thợ trang điểm nhìn cô đầy ái ngại. Nguyệt liếc nhìn bộ dạng mình trong gương, suốt thì quên mất mình đang tả tơ thế nào. Cô nhún vai đứng dậy và đi lên lầu. Vậy đợi tôi tắm rửa một chút. Đức lẻo đẻo đi theo cô. Em không định thay đổi xương khô với anh sao? Chúng ta sắp thành vợ chồng đấy." Nguyệt đứng lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta, trả lời từng chữ một. "Đây là hợp đồng hôn nhân, anh biết đấy, trong một cái hợp đồng thì không có tồn tại tình cảm đâu. Tôi nghĩ, thay vì làm những việc thừa thải, thì anh nên ngồi lại và suy nghĩ xem nên làm gì để đáp ứng điều kiện của tôi. Được thôi, được thôi, chỉ cần em chấp nhận cưới tôi, cái gì em muốn, tôi đều cho em hết." Đức giơ hai tay lên như thể đầu hàng. Nguyệt đóng sầm cửa lại trước mặt anh. Cánh cửa đập vào chớp mũi khiến cho anh đau điếng. Suốt cả buổi sáng, Nguyệt bị đám nhân viên xoay tới xoay lui, hết trang điểm làm tóc lại đến thử váy. Vì chiếc váy cưới cô đã xé tan nát, nên Đức đã gọi tới một loạt váy mới bắt cô thử từng cái một. Trong cứ như là anh ta khuân nguyên cả cửa hàng áo cưới đến lễ đường vậy cánh cửa lễ đường mở ra bên trong được trang hoàng lộng lẫy xa hoa đến mức khắp nơi từng ngóc cách một dường như được dát lên chữ tiền nguyệt đột nhiên cảm thấy căng thẳng bụng cô lại bắt đầu đau dữ dội cô cắn răng nhịn xuống cơn nôn nao cô ngập ngừng không bước nổi tất cả khách mời trong khán phòng đều xôn xao nhưng tai nguyệt đã ù đi chẳng nghe thấy gì cô căng mắt ra để nhìn cho rõ đường đi dưới chân mình nhưng mọi thứ đều trở nên nguyền vẹt. Nguyệt. nguyệt cảm thấy cả cơ thể mình chao đảo. Đột nhiên, có tiếng hét lên ở phía sau. Dừng lại! Nguyệt quay ra nhìn. Ở cửa ra vào là bóng của một người. Nguyệt nheo mắt nhưng chẳng hề nhìn rõ. Một phần vì đứng ngược sáng, một phần vì cô đã hoa mắt chóng mặt. Nguyệt giơ tay lên che trước mắt để nhìn cho rõ hơn và rồi cảm thấy như mình đang mơ. Sâm đứng trước mặt cô. Nguyệt khẽ cười rồi ngã xuống đất. Cô dâu ngất xỉu, cả khán phòng ồn ào cả lên. Đức từ trên bụng phóng xuống, đỡ lấy Nguyệt. Em làm sao vậy? Cả cơ thể Nguyệt nóng bừng, trắng cô lắm cắm mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền. Đức bới bỏng cô đứng dậy, vội vàng chạy ra phía cửa. Sâm và bà Hoàng chặn anh lại. Còn không được đi. Mẹ tránh ra, mẹ không thấy cô ấy bị làm sao à Bị làm sao cũng không liên quan đến con Con bị điên rồi à Ai cho phép con cưới nó Bây giờ cô còn định tổ chức đám cưới Mà không cần cả mẹ nữa đúng không hả Đức nổi điên vẻ lo lắng hằn trên mặt Anh xoay người tránh khỏi cái kiềm tay của bà Hoang. Cuộc đời con Mẹ đừng có quản Giờ thì mẹ mau tránh ra đi Đức nói xong thì chạy thẳng ra cửa. Bà Hoang tức giận, vô lấy một lọ hoa ném xuống đất. Đức không muốn đưa cô đến bệnh viện vì ở đó có xăm, cho nên anh đưa cô thẳng về nhà. Trên đường trở về, anh gọi điện cho Hương, cô bác sĩ lần trước băng bó cho mình. Hương vừa xuất hiện, ôm theo cấp y tế của mình, tức bật đi vào phòng và xem bệnh cho Nguyệt. Trong sắc mặt của Hương, Đức nhận thấy tình hình có vẻ không tốt lắm. Anh lo lắng đi qua đi lại trong phòng anh ngồi yên đi làm tôi chống hết cả mặt anh chạy long quăng như thế thì có giúp được gì không hả đức định cãi lại nhưng cứng họng nên đành ngồi xuống ghế đúng là anh chẳng giúp được gì thật hương lơi hoay ở cạnh nguyệt một lúc rồi đóng cớp đồ lại ngồi xuống trước mặt đức cô gái này là gì của anh vợ anh à cô hỏi nhiều quá vậy tóm lại cô ấy bị làm sao lao lực quá nhiều cảm lạnh kiệt sức Cô ấy còn đang có thai đấy Anh có biết không Được gần hai tháng rồi đó Anh làm chồng mà tắc trách thế à Rất ngạc nhiên trở mắt nhìn Hương Anh chợp lấy tay Hương Có thai ư Bỏ ra đau quá đấy Anh thật là thô lỗ Thật tội nghiệp cho cô ấy Khi có một người chồng như anh Hương buông lời chỉ trích Đức vội thả tay cô ra Cô chùi tay vào áo mình rồi đưa lên miệng thổi phù phù như là phải bỏng. Đúng rồi, cô ấy có thai. Hương chợt nhớ ra điều gì, vội ghé sát vào tay Đức, vẻ mặt hống hớt vô cùng. Sao thế, đổ vỏ à? Đức bần thần cả người, anh còn chưa ngủ với Nguyệt ngày nào, cái thai đó chỉ có thể là của Sâm mà thôi. Đừng có tò mò quá làm gì, biết nhiều quá sẽ chết đấy. Ở đây xong việc của cô rồi, mau về đi tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cô. Đức vừa nói, vừa đẩy Hương ra khỏi phòng, ra hiệu cho bác giúp việc tiện khách. Hương chẳng kịp phản ứng, chỉ có thể ê ê vài tiếng đã bị đá ra ngoài. Đức ngồi xuống cạnh Nguyệt, anh đưa tay phút vài lọn tóc trên trán cô, vé nó sang một bên. Gương mặt xanh xao và gầy nhỏ của Nguyệt lộ hẳn ra, đôi môi vốn đỏ tươi hiện tại tái nhợt. Em đúng là biết hành hạ người khác Đức bật cười Cảm giác cay đắng nghẹn trên cổ Anh gục đầu lên người cô Hai chúng ta vẫn chẳng thể nào kết hôn được Em bảo anh phải làm sao bây giờ Thả tôi đi Nguyệt thì thào Cô vừa tỉnh lại Nhưng không muốn mở mắt ra Cô không muốn chấp nhận rằng Khi nãy mình thấy xâm chỉ là ảo giác Càng không muốn nhìn thấy Đức Không muốn đối diện với mớ bồng bông đau đầu này đức nghe thấy tiếng của nguyệt thì vội ngẩng lên cầm lấy tay cô em tỉnh rồi sao em thấy thế nào rồi nguyệt quay mặt đi cô không muốn nói chuyện với đức cô đã quá mệt mỏi rồi tôi mệt muốn nghỉ ngơi một lúc được lát nữa anh sẽ mang cháo vào cho em em nghỉ ngơi đi đức đi ra khỏi phòng thư không hiểu sao mình lại làm theo lời nguyệt hiện tại cô đang đứng ở ngã tư nơi xảy ra tai nạn của sâm thư hỏi xem camera giám sát của từng cửa hàng một đi cả buổi cũng chẳng thu hoạch được gì tai nạn xảy ra quá nhanh hình ảnh camera thu được đều là gốc khuất và khá nhòe tai nạn xảy ra vào ban đêm nên càng khó để nhận diện chiếc xe đã đâm vào xe của sâm tất cả những gì cô thấy là sâm đã đi khá nhanh vượt đèn đỏ và bị một chiếc xe màu đen đi từ trong ngõ ra tông vào nếu nhìn qua, hoàn toàn có thể kết luận rằng sắp đi ẩu. Mãi cho đến khi xem được camera của một cửa hàng ở ngay đầu ngõ, thư mới nhận định được đây là một vụ cố ý gây tai nạn. Chiếc xe màu đen dù đã cẩn thận đứng cách đầu ngõ khá xa, nhưng cô vẫn có thể thấy được người lái xe đã chờ rất lâu. Sau khi nhận được cuộc điện thoại, người đó đã ra khỏi xe, trên tay cầm điều khiển bấm nút gì đó. Chiếc xe lập tức lao đi với tốc độ rất nhanh và đâm vào xe của Sam, mà trùng hợp thay, biển số xe của chiếc xe này lại trùng với xe của Đức. Thư vội vàng copy đoạn clip ấy rồi gọi điện cho Nguyệt. Nguyệt bắt máy rất nhanh. Sam sao rồi? Anh ấy tỉnh lại chưa? Nguyệt hỏi dồn dập làm cho Thư không thể bắt kịp. Anh ấy vẫn vậy. Tôi đã đi tìm hiểu về tai nạn ngay sau khi cô bảo. Biết tôi tìm được gì không? Nguyệt hơi thất vọng về tin của Sam, mặc dù nó cũng nằm trong dự liệu của cô nhưng cô vẫn hy vọng rằng anh sẽ sớm tỉnh cô tạm gác lại mối lo về tình trạng của anh chuyển hướng sang vụ tai nạn cô tìm được gì rồi đón xem ai là người cố ý đâm xe đức ư nguyệt hãy hỏi thư hơi ngạc nhiên tại sao nguyệt nghi ngờ anh ta mà vẫn quyết định đến với anh ta đầu óc của cô có vấn đề rồi hay sao đúng vậy Chiếc xe đâm vào xe của Sâm có biển số y hệt xe của Đức. Nhưng xe quanh ta vẫn bình thường, không hề có xe xước gì cả mà. Cô kiểm tra lại xem, tôi không nhìn nhầm đâu. Tôi sẽ gửi đoạn clip đó cho cô. Thư nói chắc như đinh đóng cột. Nguyệt ẩm ừ, cô muốn gặp Thư để nói chuyện rõ ràng, nhưng tình hình hiện tại thật khó khăn. Sau lần bỏ trốn trước, Đức đã dặn dò người canh phòng cẩn thận hơn, đồng thời còn xây bích cửa sổ lại mới chỉ có một ngày mà anh ta đã đem căn biệt thự biến thành cái nhà tù không hơn không kém người có tiền quả thật rất đáng sợ nguyệt ló ra khỏi cửa ngay lập tức bị hai tên bảo vệ chặn lại đức đã đi ra ngoài nguyệt lấy lý do muốn đi dạo cho đỡ bí bách nhưng hai tên bảo vệ nhất định phải đi kè kè theo sau cô nguyệt đi xuống gara ô tô của đức Cô ngồi xổm xuống trước mũi xe, miết tay lên thành xe. Quả nhiên là có vấn đề. Mua xe gồ ghề, rõ ràng là có vết xước nhưng đã được dán lại cẩn thận và sơn một lớp sơn bóng phủ lên. Nguyệt đưa tay ra cải thử thì bóc được lớp dán ra. Cô tận mắt nhìn thấy vết xước dài trên mua xe, trông thật kinh khủng. Bên tay cô vang lên tiếng vai chạm của ô tô. Thanh âm sắc nhọn văng vẳng xuất hiện khiến cô sợ hãi. Hai người đàn ông yêu thương cô nhất đều vì tai nạn ô tô mà rời bỏ cô. Nguyệt chợt cảm thấy buồn nôn, cô chạy vội vào nhà vệ sinh, không ngờ lại va phải đứt. Anh vợ ôm lấy cô. Em sao vậy? Chạy đi đâu? Sao không ở trong phòng? Nguyệt đẩy anh ra, chạy vội vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Cô chưa ăn gì, chẳng có gì trong bụng cả nên chỉ có thể nôn khang. Đức liên tục xoa lưng cho cô. Nguyệt Như nhớ ra điều gì, cô vội túm chặt lấy tay Đức và hỏi. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Cuối tháng 11. Nguyệt sững người, cô ngồi bệt xuống sàn, cô vừa vặn trễ kinh gần 2 tháng. Nguyệt nhớ lại cái đêm hôm ngủ cùng với Sâm, đêm đó cô say rượu nhưng không phải là không biết gì. Chính cô cũng không biết vì sao mình lại để yên cho Sâm làm thế có thể lúc đó cô chẳng còn tỉnh táo để phản kháng, cũng có thể cô đã từ từ chấp nhận xăm mà cô chẳng hề hay biết. nhưng đứa bé này đến thật chẳng lúc lúc chút nào. tôi, anh biết bác sĩ đã nói cho anh rồi. Nguyệt ngước lên nhìn Đức, anh ta đã biết rồi ư? vậy sao còn không chịu buông thai cho cô? anh sẽ là một người bố tốt, anh sẽ yêu thương nó như con đẻ của mình em hãy yên tâm giao cả hai mẹ con em cho anh được không nguyệt cúi đầu cô còn có thể làm khác được ư nguyệt muốn chất vấn đức ngay lúc này nhưng cô nghĩ mình cần thu thập thêm bằng chứng một vết xước ở xe chẳng thể nói lên điều gì được được chuyện đám cưới thì sao tạm thời gác lại đợi em tỉnh dưỡng cho khỏe lại rồi tính thật ra đức không phải không muốn ngay lập tức kết hôn nhưng vừa rồi mẹ anh đã xuất hiện trong đám cưới nếu không vì nguyệt ngất xỉu giữ chừng đám cưới cũng vẫn chẳng thể nào diễn ra được mẹ anh sẽ phá nát nó đức muốn tìm cách thuyết phục bà hoang trước rồi mới tổ chức kết hôn mà vừa hay đứa bé này lại xuất hiện mẹ anh không chịu chấp nhận nguyệt làm con dâu nhưng nếu đã có cháu biết đâu bà sẽ suy nghĩ lại nguyệt lẳng lặng đi về phòng Cô nghĩ rằng mấy ngày này mình cần phải ngoan ngoãn một chút, như thế Đức mới không đề phòng cô nữa. Em không hỏi anh vừa đi đâu sao? Đức cầm tay Nguyệt kéo lại, thuận tiện ôm cô vào lòng mình. Nguyệt muốn tránh đi, nhưng lại nhìn xuống, giả vờ nhìn anh với vẻ nhu thuận. Anh vừa đi đâu vậy? Xem xem đây là gì? Đức lấy ra một tờ danh thiếp, dơ lên trước mặt cô. Anh đã liên hệ được với giáo sư chuyên khoa não bậc nhất của Mỹ, sớm thôi, anh ta sẽ được đưa qua bên đó để chữa trị và hồi phục. Nguyệt gật gù, cô đẩy đứt ra và ngồi xuống ghế sofa, rót một cốc trà hoa cúc. Anh nhiều tiền như vậy sao không mời ông ta sang đây? Đức cũng ngồi xuống bên cạnh Nguyệt. Có tiền, đâu phải muốn làm gì cũng được, anh chỉ muốn đảm bảo anh ta được chữa trị tốt nhất thôi ở đây công nghệ, kỹ thuật không cao. Anh chỉ muốn đẩy anh ấy đi thật xa khỏi đây để tôi không bao giờ được gặp anh ấy nữa thôi, đúng không? Anh yên tâm, tôi sẽ không gặp anh ấy nữa. Nếu anh không tin, thì ngay bây giờ tôi có thể đi làm giấy đăng ký kết hôn với anh ngay được. Nguyệt cắt lời Đức và nhìn thẳng vào mắt anh ta. Đức đối lý, không diễn giải nữa. Anh hắn dọc một cái. Bỗng nhiên, ở ngoài cửa có tiếng ồn ào dường như các bảo vệ đang cản một ai đó chẳng cần mất nhiều thời gian đức và nguyệt đã thấy bà hoang xông vào nhà đức con mau ra đây con đừng tưởng không cho mẹ vào nhà mà xong chuyện đâu bà hoang chạy đến trước bàn trà trong phòng khách vẻ mặt đầy tức giận mẹ đến đây làm gì còn để làm gì nữa con thì giỏi lắm rồi ngang nhiên kết hôn cũng chẳng thèm hỏi qua ý kiến của mẹ lấy một câu tiếp theo con muốn làm gì nữa Trèo lên đầu mẹ đúng không bà hoang vừa mắng chửi vừa chỉ lên đầu mình nguyệt cảm thấy nhức đầu đoán được mình cũng sắp bị liên lụy đến nơi rồi nhưng lần này cô không muốn trốn chạy hay khúm núm trước người phụ nữ này nữa nguyệt đứng bật dậy bác đừng mắng anh ấy dù sao đức cũng lớn rồi nếu bác cứ thế này người khác nhìn vào lại nói anh ấy là thằng bám phái mẹ dù sao cũng cần để lại cho anh ấy chút thể diện chứ bà hoang sững sờ không ngờ ngược lại mạnh dạn như vậy còn có thể nối mốc quỷ lại bà đức cũng chẳng khác hơn là bao anh hoàn toàn bất ngờ trước việc nguyệt đứng ra bảo vệ mình trời sắp sập ư cô còn dám lên mặt với tôi nữa à dù chưa thật sự kết hôn nhưng trước sau gì cháu cũng sẽ thành vợ anh ấy lo nghĩ cho anh ấy là điều đương nhiên thôi ạ à. tôi không cho phép cô đừng có hòng bước qua cửa nhà tôi nửa bước cháu biết là bác rất để ý đến mặt mũi, danh tiếng của gia đình, cho nên bác sẽ phải chấp nhận cháu thôi. Nói đoạn, Nguyệt cúi xuống, vỗ lên bụng mình. Bà Hoàng giật mình, phát hiện ra Nguyệt không còn là cô gái hiền lành hay nhu nhược như trước đây nữa. Cô hẳn là đã có tính toán khi làm đến bước này. Đức cũng chột dạ. Rõ ràng, Nguyệt biết rằng đứa bé không phải là con của anh, nhưng vẫn nói dối không chấp mắt. Anh cho rằng cô muốn cứu xăm, vì thế nên sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể được kết hôn với mình. Anh cũng không muốn quan tâm, Nguyệt muốn làm gì cũng được, chỉ cần cô đồng ý ở bên anh cả đời mà thôi. Đằng nào anh cũng quyết định là sẽ nuôi đứa bé này và cũng định dùng nó để uy hiếp mẹ của mình. Bà Hoang cười khẩy, ngồi xuống ghế. Sau giây phút ngỡ ngàng, bà lấy lại tinh thần nhanh chóng. Bà thông thả lấy ra một vài tấm ảnh, thảy lên bàn e là cô sẽ không muốn cưới nó nữa đâu. Bà Hoang ung dung chờ đợi cái vẻ sốc của Nguyệt và những lời đanh thép mà cô sẽ dành cho con trai bà. Nhưng Nguyệt chẳng nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng quay sang Đức, nhướng khuôn mặt vô cảm lên và hỏi anh. Anh có muốn giải thích gì không? Đức là người duy nhất bị dẫn dắt từ đầu đến cuối. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Những tấm hình trên bàn là về vụ tai nạn của Sâm trong đó chiếc xe gây ra tai nạn chính là chiếc xe của anh và người gây ra tai nạn trông cũng gần giống anh. Đức bàng hoàng, chuyện gì thế này? Anh đã gây ra tai nạn cho Sam ư? Không thể nào, tối hôm đó anh còn chạy khắp nơi để tìm Nguyệt. Và rồi bà Hoàng báo cho anh rằng Nguyệt gặp chuyện. Đức vội vàng cầm lấy tay Nguyệt, khẩn thiết mong muốn cô hãy tin tưởng mình. Anh không làm thế, em phải tin anh. Nguyệt vẫn nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm, rồi quay sang nói với bà Hoàng. Anh ấy nói không là không, cháu hy vọng bắt đừng phí công nữa. Xâm bị tai nạn là do anh ấy bất cẩn, không phải tại ai cả. Nguyệt cắm răng, những lời nói dối tuôn ra trôi chảy như thể là một kịch bản được dựng sẵn, thật chi tiết. Còn cô là diễn viên tài ba, sắm vai nhân vật phản diện khốn kiếp nhưng biết làm sao được. Khi đã nói dối một lần thì sẽ có lần hai lần ba. Và dần dần, tất cả những lời nói dối đều sẽ dễ dàng được tuôn ra. Còn cứng miệng, tôi không tin là cô yêu nó đến mức mù quáng như thế. Cứ chờ đi. Bà Hoang rời đi, dáng vẻ cao ngạo khác hẳn với cái lúc mà bà xong tới. Nguyệt định lên phòng, nhưng Đức đã níu cô lại. Nguyệt vùng tay ra, anh đừng tưởng tôi đứng về phía anh Tôi chẳng qua chỉ là làm đúng theo hợp đồng mà thôi Cuối cùng Nguyệt cũng có thể ra ngoài Cô lập tức đi gặp Thư Thư đưa cho cô xem đoạn clip về vụ tai nạn Và cả bằng chứng chứng minh Đức là người mua vé máy bay cho cô ra nước ngoài Chứ không phải là bà Hoang Đức muốn hại xăm Anh ta gây ra tai nạn này Để ép buộc cô kết hôn Thủ đoạn quá rõ ràng Đuổi Nguyệt đi để Sam phải đuổi theo cô, rồi tạo ra vụ tai nạn mà khiến Sam phải nằm liệt giường. Anh ta lợi dụng việc chữa bệnh cho Sam để ép cô kết hôn với mình. Người không ngờ rằng những gì cô nghi ngờ là đúng. Hóa ra người mà cô từng yêu lại đáng sợ như vậy. Cô định làm gì tiếp theo? Chúng ta có đủ bằng chứng rồi. Cô không muốn tố cáo anh ta luôn không? Thư sửng sốt. Vì sao lại như vậy? Từ đầu đến cuối, cô hoàn toàn không thể nắm bắt được suy nghĩ và cách thức làm việc của Nguyệt. Rốt cuộc, Nguyệt là người thế nào? Tại sao? Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội cứu xăm. Anh ta là người có tiền. Lúc này, Thư mới hiểu vì sao Nguyệt đồng ý kết hôn với Đức. Hóa ra, cô ấy thật sự là người vừa phóng khoáng lại vừa thủ đoạn như vậy. Sự vui vẻ của cô ấy khiến người khác hạnh phúc theo, mà sự nguy hiểm của cô cũng cuốn hút người khác. Thư khẽ cười. Cuối cùng, cô cũng hiểu tại sao Sâm lại điên cuồng yêu thương Nguyệt đến thế. Dù rằng Nguyệt chẳng hề nói gì, cũng chẳng hề biểu hiện ra tình cảm của cô ấy. Thư còn nhớ mãi câu thoại của một nhân vật trong bộ phim truyền hình dài tập. Cô yêu nhiều như vậy, mà lại nói ra trước thì cô đã thua rồi. Nguyệt vội vã trở về, đứt thả cho cô đi, nhưng vẫn quản thúc cô nghiêm ngặt về thời gian cô không đến thăm anh ấy à? không, tôi đã hứa là sẽ không đến nữa. tôi cũng không muốn khiến anh ấy buồn vì tôi. nói xong, Nguyệt rời đi. nhưng chưa ra đến cửa thì đã chạm mặt Đức. trên gương mặt anh ta là một loạt biểu cảm từ giận dữ đến thất vọng và đau lòng. anh đó với em như vậy, thật lòng như vậy. thế mà một câu em cũng không tin anh, còn muốn lợi dụng anh ư? Anh đã biết vậy rồi sao còn muốn ở cùng với tôi? Tôi tưởng em, em đâu có tàn nhẫn như vậy. Nguyệt đẩy nước ra. Nếu như anh biết thì tôi cũng chẳng giấu nữa. Hợp đồng cũng đã ký. Dù anh chấp nhận hay phá vỡ hợp đồng thì cũng hãy chuẩn bị tiền đi. Nguyệt nói xong thì lạnh lùng rời đi. Đức gào lên theo Nguyệt nhưng cô chẳng hề mãi mãi dừng lại. Tôi không có làm, tôi nói cho em biết tôi sẽ chứng minh được mình trong sạch. Đến lúc đó thì em nợ tôi một lời xin lỗi đấy. Thư ngồi yên như phỏng theo dõi cả hai người. Đứt nổi đoá, coi chân đạp lên ghế, rồi anh ngồi thụp xuống sàn. Trong vẻ đau đớn của anh ta, Thư đột nhiên thấy hơi xót xa và tự nghi ngờ những bằng chứng mà mình tìm được. Nếu như anh ta là kẻ chủ mưu, lại mưu mô xảo quyệt đến mức bày ra cả một kế hoạch để lừa Nguyệt kết hôn với mình thì hà cớ gì phải tỏ ra đau lòng đến như vậy chứ Đức ngoái đầu nhìn thấy Thư Thư cũng đang tò mò nhìn anh đột nhiên anh đứng dậy và đi đến trước mặt cô anh nắm lấy cổ tay cô siết chặt đau anh mau buông tôi ra Thư kêu lên cố dặn ra nhưng không được hai mắt Đức đỏ ngầu có thể thấy rõ nước mắt còn vương trên khóe mắt anh anh ta khóc ư tại sao chứ cô đã nói gì với cô ấy tất cả bằng chứng chứng minh anh là thủ phạm gây ra tai nạn cho sâm thư nói như một cái máy cô bây giờ lại đang hoài nghi chính mình và năng lực phán đoán của mình có thể cho tôi xem được không đức thả tay thư ra và ngồi xuống trước mặt cô vẻ mặt chân thành đến mức thư không muốn tin cũng phải tin là anh ta vô tội Thư cắn môi suy nghĩ, cuối cùng đưa ra bằng chứng cho anh ta xem, bao gồm một đoạn clip cho thấy anh là người gây ra tai nạn xe hơi và một đoạn clip cho thấy anh đến sân bay lấy vé. Đức nhíu mày, người này trông giống anh nhưng không phải anh. Anh ta có một bộ quần áo giống hệt anh mặc hôm đó, nhưng Đức biết chắc chắn đó không phải là mình. Đức nhăn trán, cố nghĩ xem làm thế nào để chứng minh đó là sự thật. Cô nhìn xem, đức mừng hấm, kêu lên và chỉ vào clip thư ghé đầu xuống màn hình máy tính và xem cùng anh đức chỉ lên tay người đàn ông kia có một hình xăm trên đó dù chẳng rõ là hình gì nhưng nó là minh chứng cho thấy đó không phải là anh đức vé tay áo mình lên và chìa ra cho thư làn da trắng tinh mịn màng không một vết gần quanh khiến cho thư sửng sốt bà hoang ngồi trong phòng khách sạn vẫn là vẻ cao ngạo như mọi lần nhưng cũng đầy toan tính rốt cuộc thì cô ta đang làm gì vậy bà nâng giọng lên vài phần tay siết chặt cốc nước đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch bà cứ bình tĩnh đi đầu khắc có đó bà đã thả cái mồi lớn như vậy còn sợ gì cá không cắn câu ư yên tâm đi cô ta sẽ nhanh chóng cắn lại con trai bà thôi người đàn ông áo đen cười khẩy nhúng tay vào cốc nước và vẽ vòng vòng lên bàn. Cậu không sốt ruột vì đấy không phải là chuyện của cậu. Đúng, không phải chuyện của tôi. Tôi xong việc rồi, bà có thể cho tôi thêm ít tiền không? Hắn ta ngẩng lên nhìn bà đầy khiêu khích. Bà hoang nhíu mày, quắt mắt nhìn hắn. Trong bà chẳng còn giữ được vẻ cao quý như vừa nãy nữa. Đúng là đi sai một nước cờ thì nắm chắc phần thua cuộc mày còn muốn bao nhiêu nữa hả không phải tao đã trả hết cho mày rồi hay sao thêm chứ rõ ràng tôi làm việc nguy hiểm như vậy cần tiền để còn trốn cho xa chứ nếu như bà không cho thêm tôi sẽ tìm con trai bà để đòi vậy hắn ta cãi móng tay trưng ra bộ dạng bất cần vừa dứt lời thì đứng dậy và đi ra cửa bà hoang nóng ruột không nhẫn nhịn thêm được bèn gọi giật lại này Bà quảng cho hắn một cọc tiền Cầm lấy rồi cút đi cho khuất mắt tôi Tên áo đen đi ra khỏi phòng Mang theo nỗi lo lắng của bà Hoang Bà cứ luôn cảm thấy mọi chuyện Sẽ vượt quá tầm kiểm soát của bà Tên áo đen này chẳng đáng tin chút nào Hắn cúi người cầm tiền Kéo sụp mũ xuống rồi đi ra cửa Vừa ra đến đầu hành lang Thì va phải đứt Anh đã định bỏ đi Nếu như không thấy cọc tiền rơi xuống đất người đàn ông mặc đồ đen vội đưa ta ra nhặt vô tình làm lộ hình xăm trên tay tức giật mình tấm lấy anh ta anh ta chột dạ vội đẩy đứt ra và bỏ chạy đứng lại Đức đuổi theo hắn xuống đến sảnh thì bắt lại được anh nghiến răng rút toàn bộ cơn giận lên người hắn kẻ đã gây ra tai nạn cho xăm khiến nguyệt hiểu nhầm anh khiến cho tình cảm mà cô dành cho anh đứt đoạn nói không chừng chính hắn cũng là kẻ đã giúp mẹ anh gây ra vụ tai nạn cho Nguyệt ba năm trước cũng nên. Đức đấm đá túi bụi, người đàn ông kia chỉ nằm co roi chịu trận, rên rẫm mà không trả lại được đoàn nào. Đức túm cổ hắn xách lên. Nói, mày là ai? Mày chính là người gây ra tai nạn đúng không? Người đàn ông nhếch mép cười, thè lưỡi liếm môi một cái, lao đi vệt máu trên khóe miệng. Hắn ngửa mặt lên nhìn Đức đầy thách xin lỗi chàng trai cầm tiền rồi thì không được bán đứng người khác mày cũng có lương tâm thế à đức dưới dưới quả đấm trước mặt hắn tất nhiên trừ phi đức khinh bỉ lấy phía của mình ra và giơ lên trước mặt hắn tên áo đen cười nham nhở cầm ví tiền và kiểm tra rút sạch tập tiền trong đó và cười lớn trả lại cho đức cái phí trọng không hắn ghé sát vào tai đức thì thầm mấy câu rồi dúi vào tay anh một tờ giấy nhạo nát. Đức mở ra xem, quả nhiên là hợp đồng giao dịch của hắn với mẹ anh, trong đó ghi rõ nhiệm vụ của hắn và số tiền được trả. Đức nghiến răng, vứt cây phí xuống đất, đạp lên đó vài cái cho hả cân giận. Nguyệt miệng thì nói không muốn đến thăm xăm, nhưng cô nhớ anh đến phát điên. Anh thế nào rồi? Bao giờ anh sẽ tỉnh lại? nguyệt cứ vừa đi vừa suy nghĩ rồi dừng lại ở bệnh viện lúc nào không hay đã đến đây rồi lên nhìn anh một chút vậy nguyệt đi thẳng lên phòng bệnh cô đứng ở ngoài cửa không dám vào qua cửa kính của phòng bệnh cô nhìn thấy sâm vẫn đang nằm trên giường chỉ có điều anh đã được tháo cái máy thở oxy to đùng và thay bằng một cái ống thở nhỏ băng trên đầu cũng đã được bỏ ra em nhớ anh quá nguyệt khẽ nói cô chạm tay lên cửa kính dường như là đang chạm vào sâm cô với đến ta nắm cửa muốn đẩy cửa ra để bước vào đó lắm nhưng lại chẳng có chút dũng khí cô cúi đầu xoay người dựa vào cửa kính cứ đứng như vậy một lúc lâu đúng lúc này sâm động đẩy ngón tay nhưng nguyệt chẳng còn tâm tình đâu mà chú ý đến điều đó nữa sâm mở mắt ra điều đầu tiên anh làm sau khi hoàn toàn thanh tĩnh là liếc nhìn xung quanh mới động đậy có một chút mà cả người anh đau buốt sâm bất lực đành nằm yên trên giường và liếc về phía cửa nguyệt vẫn đứng đó khoảng cách giữa hai người chỉ là vài bước chân và một cánh cửa nhưng cứ như là cách nhau cả thế giới vậy nguyệt sâm thị thào chính anh còn chẳng thể nghe được giọng nói của mình nguyệt thì càng không nguyệt đứng thẳng dậy cuối đầu rời đi xong vương tay với theo hình bóng cô đột nhiên có ai đó nắm lấy tay nguyệt và kéo cô về phía sau sâm trừng mắt nhìn nguyệt bị lôi đi anh hoảng hốt cố gắng gượng dậy nhưng không kịp mất một lúc lâu xong mới có thể xuống được khỏi giường nằm trên giường bệnh quá lâu khiến cho anh không thể bước nổi thậm chí đứng còn không vững sâm cố bò ra đến cửa đúng lúc này thư về đến nơi anh xăm, anh tỉnh rồi ư Sao anh lại ra đây Mau vào trong phòng nhanh lên Thư ngoái đầu ra cửa và gọi to Bác sĩ Xăm cố chỉ ra phía cửa Nơi mà Nguyệt bị kéo đi Cứu, cứu Nguyệt Sao cơ Nguyệt không ở đây Quậy nói sẽ không đến nữa Thư diệu xăm về giường Trong khi anh thì cố hướng ra phía cửa Sức nặng của người đàn ông đè lên vai khiến cho Thư chật vật lắm mới phát được xong về giường. Cô dúi anh nằm xuống. Anh đừng như thế nữa được không? Nguyệt không đến. Cô ấy kết hôn với người khác rồi. Anh đừng tìm cô ấy nữa. Sâm trừng mắt nhìn Thư, anh há miệng muốn nói gì đó nhưng không sao nói được. Các bác sĩ bước vào, ai nấy đều tức bật vây quanh xăm, đo các chỉ số, kiểm tra sức khỏe. Thư lùi lại phía cửa, quăng cho Sâm ánh nhìn đầy ấm ức. Sâm không thể ngồi dậy được, đành im lặng nằm đó, trong lòng anh như có lửa đốt. Đức chạy đến bệnh viện, người đầu tiên anh muốn gặp khi nhìn thấy tờ giao ước giữa mẹ anh và tên áo đen không phải là Nguyệt mà là Thư. Anh biết cô ấy là luật sư, có thể giúp anh minh oan được. Nếu nhanh chóng đến gặp Nguyệt, cô chẳng những không tin anh mà còn cho rằng anh ngụy tạo chứng cứ giả vừa đến bệnh viện đập vào mắt Đức là cảnh Nguyệt bị hai người đàn ông bịt miệng lo đi cô dãy dụ muốn thoát khỏi họ nhưng không thoát ra được Đức hoảng hồn lao đến đạp một tên ngã lăn ra đất nhân cơ hội này Nguyệt cắn vào tay tên còn lại hắn lao đớn buông cô ra Nguyệt định chạy đi thì bị túm tóc kéo lại cô ngã phật ra đất hông đập mạnh xuống nền nhà cô cảm thấy xương chậu như thể bị nứt ra rồi Đức nổi điên, đấm đá hai tên bình mặt túi bụi. Trong một ngày mà phải đánh nhau những hai lần, sức phúc của một công tử chẳng thể như lược sĩ khiến cho anh nhanh chóng bị hụt hơi. Hai tên bình mặt nhân cơ hội đánh lại anh. Đức túm lấy chân bọn chúng, hét lên với Nguyệt. Em còn không mau chạy đi, đứng đấy làm gì hả? Nhanh, gọi bảo vệ đến đây. Nguyệt đưa ra một lúc, rồi gật đầu và chạy đi. Một lát sau, cô trở lại cùng mấy chú bảo vệ. Đức đã bị đánh cho tàn tạ, mặt mũi sưng lên và đầy vết xước, khóe môi rướng máu. Một tên bịt mặt cầm ghế lên định phang vào người anh, nhưng Nguyệt đã nhanh chân hơn, chạy đến và chặn hắn lại. Cô lãnh trọn chiếc ghế vào lưng, ngã xuống đất. Đức gào lên, anh chồm dậy, cầm ghế lên đập lại hắn, điên cuồng như muốn giết hắn đến nơi. Mấy chú bảo vệ xông vào can đem hai tên bệnh mặt lo đi. Đức lờm cơm bò về phía Nguyệt, anh nâng cô dậy. Nguyệt đã bất tỉnh. Đức bế cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Sâm và Thư chạy đến căn nhà hoang thì không thấy Nguyệt đâu. Thư phát hiện ra điện thoại của Nguyệt nằm dưới đất. Có vẻ như chúng ta bị phát hiện rồi. Thư thất vọng nói với Sâm. Sâm cầm điện thoại của Nguyệt trên tay, siết chặt. Phải tìm Nguyệt ở đâu đây? Anh chạy ra ngoài mặt là một bãi đất hoang vu sâm dưới mại nhìn xung quanh trời tối trăng mờ không ai có thể thấy rõ được điều gì cô ấy nói với anh rằng hắn sẽ giết cô ấy nên chắc sẽ đưa cô ấy vào trong rừng kia là lối vào chúng ta chia nhau ra tìm thư níu tay anh đừng đi cùng nhau đi đi một mình nguy hiểm lắm sâm nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu dù sao đây cũng không phải là lúc để đôi co họ không có nhiều thời gian nữa thưa chạy theo sâm đi về phía khu rừng tối ôm. Sau khi nhìn thấy Nguyệt bị đẩy khỏi vực, Đức đau đớn gào lên và chạy về phía đó. Anh ngoài người xuống khỏi vực, hy vọng rằng sẽ thấy Nguyệt bám vào đâu đó. Nhưng đáp lại anh là không gian tĩnh lặng với những đợt gió heo hút. Đức quay ra nhìn tên bắt cóc. Hắn nham nhở cười, còn nhướng mại lên ra vẻ thách thức. Đức nổi sung, túm lấy cổ áo và đắm hắn một cái thằng điên mày đã hứa với tao là sẽ không giết cô ấy chỉ có thằng ngu mới tin tao sao nào đau không đây là cái giá phải trả khi mày sỉ nhục tao đức siết lấy cổ áo hắn vung tay lên định đấm tiếp thì tên bắt cóc đã túm được tay anh và bắt đầu phản kháng trong cơn hoảng loạn đức chẳng thể làm gì khác ngoài tiếp nhận những cứu đánh của hắn đức nằm vật ra đất ôm lấy bụng và quằn quại cơn đau thể xác và cơn đau trong tim xâm lấn cả cơ thể, khiến cho anh nằm im như thể đã chết rồi. Đúng lúc này, Sâm và Thư chạy đến nơi. Hương đợi trong xe khá lâu nên cũng đợi đi tìm Đức và chạy đến. "Nguyệt đâu?" Thư cất tiếng hỏi. Tên bắt cóc chỉ xuống vực. Sâm liếc nhìn hắn, hai mắt anh đỏ ngầu, chưa bao giờ Sâm tỏ ra giận dữ đến như thế. Anh giận tên khốn kia đã hại Nguyệt, giận Đức vì đã để cho Nguyệt rơi vào tình cảnh này. Sau cùng, anh giận cả chính bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được cô. Sầm xong đến, đạp cho tên bắt cóc một cái, hắn ngã lăn ra đất. Thư lao tới, chấp lấy cơ hội, bẻ quạt tay hắn ra sau, rồi đánh hắn bất tỉnh. Hương và Đức giúp Thư trói hắn lại. Nguyệt không rơi hẳn xuống vực mà bị lăn vào một cái hang ở đó. Cô tỉnh lại vì cơn đau bụng buốt nhói. Nguyệt hốt hoảng đưa tay xuống ôm bụng mình. Con của cô với xăm, đứa bé không thể xảy ra chuyện gì được. Nguyệt không thể đứng dậy được vì chân đau. Cô cố rướng ra ngoài cửa hang. Ánh sáng chỉ cách cô tầm một sải tay. Nhưng sao mà nó xa đến vậy? Nguyệt tự lưng vào tường thở hổn hển. Cô vỗ nhẹ lên bụng mình, lẩm nhẩm hát ru để trấn an đứa bé. Con đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con, chúng ta sẽ thoát khỏi đây và về gặp bố. Nhưng từ giờ đến lúc đó còn phải ngoan nhé. Nguyệt vỗ về đứa bé cũng là vỗ về chính mình. Càng trong hoàn cảnh hiểm nghèo thì càng không được hoảng loạn, phải bình tĩnh rồi cô sẽ tìm được cách giải quyết thôi. Nguyệt nhìn ra phía cửa hàng, đoán được rằng mình chẳng thể trèo lên được. Cô phải tìm cách nào đó để ra tín hiệu cho người khác đến cứu mình. Nhưng ở nơi khỉ ho cò gái này thì có ai đến chứ? Nguyệt phát ốc suy nghĩ, cuối cùng cô gom tất cả cành củi mà cô có thể tìm được trong hang, dùng đá để đánh lửa, tạo ra một đốm lửa nhỏ ở ngoài cửa hang. Nguyệt thì thầm, hy vọng sẽ có người tới và đống lửa bé tẹo này của cô sẽ không bị lẫn trong đám sương mù gì đặc kia. Nguyệt ngửa cổ lên nhìn và phát hiện ra mình không cách mép Phật xa quá, chỉ là cô không thể trèo lên mà thôi cô tháo tất cả đồ trên người xuống, pho lại và ném lên trên, cầu nguyện cho ai đó nhìn thấy. Ở trên mép vực, mọi người chợt thấy có vài món đồ được ném lên, từ cái áo khoác được pho tròn lại, cho đến sợi dây chuyền được quấn vào hòn đá. Đức nhặt chúng lên xem và mừng rỡ thốt lên. Nguyệt, là Nguyệt, cô ấy chưa chết. Xong vội vàng đu người xuống mép vực, thư thấy vậy thì lo lắng, cô nếu lấy bàn tay anh cậu điên à cậu định làm gì tìm nguyệt sống phải thấy người chết phải thấy xác sâm bỏ ngoài tai những lời khuyên can của người khác tiếp tục trèo xuống thư vội lấy điện thoại gọi cho đội cứu hộ đức ngoài người ra khỏi miếp Phật, chỉ đường cho sâm leo xuống sương mù khá dày nhờ vào đức mà sâm mới thuận lợi leo được cuối cùng sâm nhìn thấy đống lửa nhỏ đã sắp tàn ở rìa hang sâm nhảy xuống anh ngay lập tức nhìn thấy Nguyệt nằm ngoài cửa hang, gương mặt tái nhợt và quần áo thì sọc sệt. Nguyệt đã liệm đi. Tỉnh lại đi em, anh đến rồi đây. Nguyệt, em có nghe thấy anh nói không? Nguyệt lờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy sâm nước mắt cô chợt trào ra khỏi khóe mắt. Cô đã nhẫn nhịn bao lâu để chờ đến khoảnh khắc này, cuối cùng anh cũng đến rồi. Nguyệt nhào vào lòng sâm, cảm thấy an tâm và ngất hẳn đi xăm gọi cho đức để mô tả vị trí của mình họ không phải chờ quá lâu đội cứu hộ xuất hiện và đưa cả hai lên trên bì rừng đức được hương đưa về nhà bà hoang đã không ngủ cả đêm chờ tin tức của con trai khi thấy đức bà vội chạy ra cửa còn có sao không đáp lại sự ân cần đó là ánh nhìn lạnh lùng của đức hương nhéo tay anh nhắc nhở anh rằng dù bà ấy có làm sai đi nữa thì cũng là mẹ của anh còn không sao, Đức ngồi xuống ghế sofa, Hương lập tức lấy bông băng và thuốc đỏ ra để bôi cho Đức. Bà Hoang gật đầu, không sao là tốt rồi. Bà nói với Hương, phiền cô chăm sóc cho nó. Bà Hoang cười nhẹ, cúi đầu và đi ra ngoài cửa. Đức bồn trồn nhõm hẳn vậy, mẹ đi đâu? Mẹ làm sai quá nhiều rồi, mẹ cần phải sửa chữa lỗi lầm của mình chứ, con yên tâm mẹ sẽ đầu thú cũng làm nhân chứng trước tòa để buộc tội tên bắt cóc bà hoang rời đi đức nhìn theo bóng của mẹ dần khuất trong sân nhà cảm giác hơi khó chịu anh cũng không biết mình cần làm gì nữa hương bóp nhẹ vai anh đừng lo lắng bà ấy sẽ được giảm nhẹ tội nếu sâm và nguyệt không đâm đơn kiện và cậu đứng ra bảo lãnh thì bà ấy có thể sẽ không phải ngồi tù đâu hương ngáy mắt với đức rồi vỗ về vai anh. Đức đặt tay mình lên tay cô, thở dài. Nguyệt tỉnh lại thì đã là vài ngày sau. Sâm ngồi ngay bên cạnh cô, thấy Nguyệt đã tỉnh lại thì vội cầm lấy tay cô và hỏi han: Em sao rồi, cô đau chỗ nào không? Không, em khỏe lắm rồi. Nguyệt chợt nhớ ra điều gì, cô đưa tay xuống bụng mình. Sâm vội túm tay cô trở lại và nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô nguyệt hiểu ý anh cụp mắt lại trước đây điều mà cô luôn mong mỏi và hy vọng là đừng có con để cô có thể tự do ba nhảy mà không cảm thấy bị ràng buộc khi đứa bé này đến cô còn cảm thấy hơi phiền phức và chẳng đúng lúc chút nào thế nhưng khi nó mất đi cô lại cảm thấy đau đớn và tiếc nuối hóa ra tự do không phải là khi không có ai níu lấy mình không phải chịu trách nhiệm với ai mà tự do là khi chính mình cảm thấy thoải mái với tất cả mọi thứ. Điều này không phụ thuộc vào ai khác, nó phụ thuộc vào chính cô. Khi cô biết chấp nhận những thứ đến với mình và coi nó là một phần cuộc sống của mình. Chỉ tiếc là khi cô nhận ra điều đó thì đã muộn. Chúng ta vẫn còn những cơ hội khác nữa mà, em đừng buồn. Nguyệt nhắm mắt lại, hít mũi vài cái. Thư thì sao? Đang làm hồ sơ tố cáo tình bắt cóc bạo hoàng đầu thú rồi Nguyệt hơi ngạc nhiên người phụ nữ cao ngạo luôn cho mình là đúng này cũng có lúc thừa nhận mình sai ư nhưng cô không quan tâm nữa sau những chuyện mà cô vừa trải qua Nguyệt hiểu rằng mình cần phải sống thật hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn nữa cô phải yêu Sam thật nhiều phải cho anh biết rằng cô yêu anh thật rồi Nguyệt trở mình ngồi dậy Sam sao vậy em muốn đi đâu sao anh đỡ em sâm vòng tay qua vai cô nhưng nguyệt đã lắc đầu đẩy anh ra em có chuyện cần nói với anh nguyệt gặp ngừng một chút đủ để cô thấy được sự hồi hộp và vẻ lo lắng của sâm hiện hữu trên gương mặt anh từ bây giờ em sẽ yêu anh thật nhiều sâm mỉm cười ôm lấy nguyệt và đặt lên trán cô một nụ hôn nguyệt cảm thấy hạnh phúc bất kỳ ai cũng cần một chúng về hay một người để chờ mong dù rằng cả đời cô đã khao khát tự do cuối cùng cô cũng nhận ra rằng hiện tại mình mong muốn được trói buộc với người này hơn bất cứ điều gì khác hạnh phúc tồn tại ở khắp mọi nơi chỉ là chúng ta có nhìn thấy nó hay không mà thôi